Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2. Tập 21. Chương 201: Gió trên thảo nguyên 2. Từ 5 năm trước khi huyện Lam Điền bắt đầu có chút của ăn của để, Vân Chiêu đã muốn thành lập một thương đội lên thảo nguyên, lợi nhuận là một phần, thứ mà Vân Chiêu coi trọng nhất là thông tin. Ở thời đại thông tin bế tắc này, biết hơn người khác một tin tức, hoặc chỉ sớm hơn người khác dù một ngày, đôi khi đó là chuyện quyết định sinh tử của không chỉ một người. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, Vân Chiêu tất nhiên giao nhiệm vụ cho Vân Trưởng Quầy, ông ta là người có kinh nghiệm làm ăn nhất, hơn nữa qua việc bán gia vị, ông ta cũng tiếp xúc với người Mông Cổ rồi. Trước khi ông ta lên đường, Vân Chiêu hết sức cẩn thận dặn dò ông ta một phen về tầm quan trọng của thu thập tin tức. Tất nhiên chuyện này không thể nói quá rõ ràng, nhưng bằng sự lão luyện trong kinh doanh nhiều năm, Vân Chiêu tin ông ta biết tin tức nào sẽ hữu ích. Vân Trưởng Quầy không làm Vân Chiêu thất vọng. Lão già này mỗi lần từ Thảo Nguyên về là đắc ý khoe khoang mình kiếm được bao nhiêu, hận không thể mang từng đồng xu ra dí tận mặt Vân Chiêu mà khoe. Vân Chiêu hận không thể bẻ hết sạch răng của ông ta. Nhưng hết cách rồi, nhân thủ trong tay y hữu hạn, nếu nói về sự gian xảo, hiểm độc, tàn nhẫn thì Thúc Thúc Vân Tiêu của y rất thích hợp. Nhưng hắn kinh doanh không vốn quen rồi, thích giải quyết bằng thủ pháp giết người, đương nhiên không phù hợp. Đáng lẽ còn có một người rất có tương lai, người này khi còn nhỏ thông minh hiếu học, thậm chí còn từng chạy sang thôn bên học kế người ta. Ấy vậy mà không hiểu thế nào mà sau khi theo Vân Mãnh đi cướp một chuyến về, đầu óc hắn teo lại. Cơ bắp thì to ra, đến nỗi Từ Tiên Sinh mỗi lần nhìn thấy hắn là thở dài than, nhìn nhầm người rồi. Đúng vậy, chính là tên ngốc Vân Dương. Nếu mọi chuyện đúng dự tính, Vân Chiêu đã không phải vất vả lên Thảo Nguyên một chuyến thế này. Quay về với hiện tại, Lạp Khắc Thân bị thương không nghiêm trọng lắm, nhìn hành động nhanh nhẹn của ông ta mà xét, nhát đao đó chỉ làm ông ta chảy máu. Với sức chiến đấu hung hãn của người Mông Cổ mà xét, trong thời gian ngắn cuộc chiến khó kết thúc được. Lạp Hà Kỳ thực sự đi giết Lạp Khắc Thân rồi, không ngờ hắn chẳng muốn đợi dù chỉ một khắc, tới mưu tính cũng bỏ luôn. Vân Trưởng Quầy ở bên tặc lưỡi mãi, Vân Chiêu cảm thán, đó là nguyên nhân vì sao Mông Cổ trỗi dậy, cũng là bài học vì sao họ suy tàn. Họ thích dựa vào một bầu nhiệt huyết làm việc, một khi gió trên thảo nguyên thổi về phía họ, họ sẽ huy hoàng vô cùng. Nhưng một khi gió không còn thuận lợi nữa, bọn họ sẽ thất bại tan nát. Cho nên người Mông Cổ thích dùng thiên thời, cùng lắm bọn họ làm tới được địa lợi, còn nhân hòa thì bọn họ không thể làm được. Khi ai ai cũng bắt đầu thù hận họ, mà họ nhờ cướp bóc trở nên dư giả rồi xa hoa dâm dật, ngay cả sự dũng mãnh ban đầu cũng không còn nữa thì thất bại là chuyện tất yếu. Bây giờ người Mông Cổ vẫn còn sống trong vinh quang của Hoàng Kim gia tộc, nhưng không biết làm sao để tái hiện Hoàng Kim. Bọn họ đã đánh mất tinh thần của Hoàng Kim gia tộc, chỉ biết oán trách sao mình không sinh ra ở thời đại Hoàng Kim. Người như thế không có tầm nhìn xa, không có kế hoạch lâu dài, nói thì hay làm thì dở, kiêu ngạo tự đại, chỉ thích hợp làm tốt thí cho cường giả chỉ huy thôi. Vân Chiêu nói xong đóng cửa xe lại, nằm xuống giường tiếp tục hoàn thiện tấm bản đồ mới chế tác của mình. Những lời ấy Vân Trưởng Quầy không hiểu, nhưng không cản trở ông ta cố gắng ghi nhớ, chuẩn bị sau khi về Tây An. Nói cho nhi tử đang học ở thư viện Ngọc Sơn, mình không hiểu chẳng hề gì, quan trọng là nhi tử của mình phải hiểu. Khắc Lỗ Bộ cách Đoá Nhan Bộ chưa tới 300 dặm, Vân Chiêu đánh dấu đậm trên bản đồ, kỳ thực y chú ý không phải là Khắc Lỗ Bộ mà là thành Quy Hóa ở bên cạnh. Tòa thành này được A Lạc Thản Hãn và Tam Nương Tử của ông ta hao phí vô số nhân lực vật lực xây lên, tường thành dùng gạch xanh xây thành. Nhìn xa như cả mảng màu xanh, từ đó có tên Thanh Thành, mà người Minh thì thích gọi theo ý chỉ của Hoàng đế là thành Quy Hóa. Đương nhiên Vân Chiêu khá hiểu tương lai sau này của thành Quy Hóa, ở thời đại của y, được gọi là Hô Hòa Hạo Đặc. Mặc dù tòa thành này năm trước đã bị Đa Nhĩ Cổn phá hủy khi truy kích Lâm Đan Hãn, nhưng Vân Chiêu rất muốn xây dựng lại nó. Trải qua 5 năm phát triển, gia tộc Vân Thị ngày một phát triển đã không còn chứa hết được ở huyện Lam Điền nữa, cần một nơi rộng lớn để dung nạp cả gia tộc. Trong biên cảnh Đại Minh thì điều này là không thể, nếu như Vân Chiêu dương cờ khởi nghĩa. Y dám khẳng định Hoàng đế với dây thần kinh đối nội cực kỳ mẫn cảm sẽ đối phó với Vân Thị trước tiên,
chứ không phải đặt việc tiễu trừ đám Lý Hồng Cơ, Trương Bình Trung, Tào Tháo lên hàng đầu. Chỉ cần là người đọc sách thì đều biết rằng khởi nghĩa nông dân đa phần không lâu dài, giành được thắng lợi cuối cùng thường là giai tầng sĩ thân. Mặc dù có ví dụ của Lưu Bang, Chu Nguyên Chương, nhưng ở trong dòng sông dài lịch sử, bọn họ vẫn là thiểu số. Thêm vào việc Vân Chiêu cực kỳ căm ghét màn chó cắn chó giữa Đại Minh và đám tặc Khấu, nếu như y tham gia vào cuộc chiến đó, cái quốc gia này sẽ bị đánh càng nát, kiến nô tiến vào quốc gia này càng dễ, tới khi đó gặp họa chính là Vân Thị. Cho nên y thấy Thành Quy Hóa là chốn dung thân rất tốt. Hiện giờ Hoàng Thái Cực cổ vũ các bộ lạc Mông Cổ đánh giết lẫn nhau trước khi ông ta chỉnh đốn xong toàn bộ Liêu Đông, Triều Tiên, ông ta tất nhiên hy vọng người Mông Cổ đánh nhau để mình có thời gian xem chiếm từng bước. Bởi thế Vân Chiêu muốn dùng Ba Đặc Nhĩ Mai Lâm khơi lên chiến hỏa trên thảo nguyên để toàn bộ vương công Mông Cổ thấy nguy cơ, rồi dùng Đoá Nhan Bộ làm ngụy trang, xâm chiếm Thành Quy Hóa, lấy Bình Nguyên Âm Sơn làm căn cơ, dùng tốc độ nhanh nhất tích trữ lực lượng, sau đó quyết chiến một trận đã đời với người Kiến Châu. Đó chính là điều mà Vân Chiêu muốn làm, bất kể trận, chiến này thắng cũng được, bại cũng được, chỉ cần ngoạm được một miếng thịt trên người Kiến Nô, Vân Chiêu cho rằng mình đã hoàn thành sứ mệnh. Như thế có thể ăn nói với bản thân, ăn nói với Vân Thị mà mình kế thừa, chỉ cần làm được việc này tương lai có xuống dưới suối vàng. Gặp tổ tiên Vân Thị, y cũng có thể quang minh chính đại vỗ ngực nói, có con cháu như ta là vinh dự của các người. Vân Chiêu đợi tới chập tối, bất kể là Lạp Khắc Thân hay là Lạ Hà Kỳ đều không về, nếu như tới trời sáng mà họ vẫn chưa về, trong bộ lạc sẽ tuyển ra đầu nhân mới. Y chẳng dành đợi hai người đó về, vì chẳng ai về được hết, đồng quy vu tận mới là kết cục tốt nhất của bọn họ. Hai ngày sau Vân Chiêu tới Nhất Khỏa Thụ. Nơi này rất dễ tìm, chỉ cần tới một sườn núi là có thể thấy cây đại thụ trơ trọi trong sơn cốc, mà nói ra cũng là nơi này nước chảy róc rách nhưng chỉ có một cái cây. Dưới cái cây không có một ai, vì thế Vân Chiêu ra lệnh cho các thân về mang tới y tựa, y một mình nằm dưới cây xem sách uống trà. Các thân vệ mai phục bốn phía, canh gác cho Vân Chiêu, thế là toàn thiên địa chỉ còn lại một bầu trời, một mảnh đất. Một cái cây, dưới cây có một thiếu niên thanh y nhàn nhã xem sách, uống trà lắng nghe những âm thanh thiên nhiên. Y dường như đã thành chủ nhân mảnh đất này. Chương 202, Võ Điên Vân Dương. Khi một người tưởng tượng ra thế giới càng mỹ lệ, hiện thực càng tàn khốc. Thời khắc nhìn thấy Vân Dương, Vân Chiêu gần như ngất xỉu, cái tên hùng tráng, cơ cắp, thích khoe khoang sức mạnh đó giờ bị người ta dùng thảm bọc chặt khiêng về. Lồng ngực trần còn khảm vài mảnh giáp vỡ, đầu nhìn không rõ ngũ quan, chỉ thấy máu me, xương phồng be bét không cách nào nhận ra là người nữa. Vân Quyền không có vấn đề gì, mặc dù giáp trụ nhiều màu một chút, đầu cũng băng bó, song có thể tự đi lại tức là vấn đề không lớn. Tiên Thiểu Thiểu vô cùng sạch sẽ, toàn thân từ trên xuống dưới không có lấy một vết thương, khôi giáp vẫn sáng như trước, thậm chí chẳng có một vết xước. Dương Ca không đáng ngại lắm, chỉ bị lửa đốt một chút. Vân Quyền thấy Vân Chiêu thần sắc bất thiện vội giải thích. Vân Chiêu tức tốc kiểm tra thương thế của Vân Dương, phát hiện đúng như Vân Quyền nói, hắn chỉ bị bỏng. Còn lại không thấy vết thương nào nghiêm trọng, giọng có chút tức giận, ta đã bảo thấy tình hình không ổn thì đừng liều mạng mà. Vân Quyền cúi đầu đáp, Dương Ca nói, liều một chút có thể thắng được, sau đó đích thân xông lên. Khắc Lỗ Vương chó má không ngờ đã chuẩn bị sẵn tẩm dầu vào sông đợi chúng sang rồi đốt, làm bọn ta bị chặn ở bên kia sông, hai bên tên đạn bắn dày đặc. Sau đó Dương Ca bổ thi thể đối phương, ném vào trong lửa, khiến cho lửa nhỏ đi một chút liền giơ đao giết người quay về. Bọn ta thấy Dương Ca đã đánh tới liền xông lên, thấy Dương Ca toàn thân bốc cháy chiến đấu với kẻ địch, không biết vì sao Khắc Lỗ Vương chạy mất, thế là làm người Mông Cổ chạy theo. Vân Chiêu kinh ngạc, nói vậy là các ngươi thắng kia à? Tiên Thiểu Thiểu tiếp lời, không thể tính tới thắng thua, có điều mục đích đạt được rồi ạ. Phàm là người xông qua tuyến lửa cứu người đều giỏi giang có dũng khí, có thể trông cậy được, còn những kẻ không dám thì giờ đã chiến tử hết. Có bao kẻ không dám xông qua, chúng ta thương vong thế nào? 700 tên ở lại, chúng ta chết 14 người, bị thương 16. Vân Chiêu hít sâu một hơi khí lạnh, Khắc Lỗ Vương có bao nhiêu người? Không phải có 5.000 người như chúng ta dự đoán trước đó, mà là hơn 8.000 người, hắn liên hợp 4 bộ lại cùng xuất binh, mai phục chúng ta ở Dương Mã Sơn. Tiểu nhân thấy tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta dự tính, hy vọng Vân Dương lui binh,
sau đó vòng qua Dương Mã Sơn, men theo sông Ly Ngưu Phảo Tử đi đường vòng tới Khắc Lỗ Bộ. Giọng của Tiền Thiểu Thiểu vẫn chưa hết bực bội, Vân Dương không muốn, hắn nói sĩ khí quan trọng hơn an toàn, nếu đi đường vòng mà không chịu tác chiến, sẽ có nửa số người chạy mất. Cho nên hắn xuất lĩnh binh mã xông lên Dương Mã Sơn. Tiểu nhân giữ được lui cho họ, ai ngờ họ xông vào rồi liền không có tin tức gì. Tiểu nhân vội vàng dẫn huynh đệ của mình tới cứu viện thì phát hiện ra hắn đã đánh lộn tùng bậy với Khắc Lỗ Vương rồi, hai bên bất phân thắng bại. Tiểu nhân hết cách đành dẫn số người còn lại xông vào chiến trường, đúng lúc ấy bên kia tường lửa có người hô lớn Khắc Lỗ Vương chạy rồi. Thế là tiểu nhân bỏ mặc những kẻ không xông qua tường lửa, dẫn huynh đệ nhà ta truy đuổi Khắc Lỗ Vương. Tới khi hắn chạy ra khỏi núi, vào mục trường của Khắc Lỗ Bộ, bọn tiểu nhân mới dần lui binh quay về. Kết quả những người của chúng ta không vượt qua tường lửa bị người Mông Cổ phục kích giết sạch, bộ phận vượt qua tường lửa giết hết bộ thuộc của Khắc Lỗ Vương phá vây thoát ra ngoài. Vì thế trận này không nói rõ được thắng bại thế nào, nếu muốn nói tới thắng lợi thì đó là thắng lợi của một mình Vân Dương. Vân Chiêu nghe hết lời tự thuật của Tiền Thiểu Thiểu, ngồi xuống bên cạnh Vân Dương lẩm bẩm, ngươi nghĩ cái gì vậy hả? Vân Dương lúc này đã tỉnh táo lại, mấp máy cái môi sưng như lạp sườn, ta không muốn thua. Ngươi biến mình thành gà nướng trụi lông chỉ vì một trận đánh kết quả thế nào cũng được à? Giờ ngươi thắng rồi đấy, đã vui chưa? Đương nhiên là vui rồi, Gia Gia thắng trận vì sao không vui, Gia Gia chỉ muốn đánh cho thật sảng khoái. Toàn thân được bôi mỡ hạn thát, Vân Dương đau đớn không sao ngủ được, Vân Chiêu ngồi quạt mát cho hắn, hy vọng hắn có thể thoải mái một chút. Vân Quyền, Tiền Thiểu Thiểu đi bố trí cho tàn binh, không lâu sau dưới gốc cây đại thụ chỉ còn hai người Vân Chiêu, Vân Dương. Vân Dương mặt sưng húp tới mắt không mở ra hỏi, hỏi nhỏ, xung quanh chúng ta còn ai nữa không? Không, chỉ còn hai chúng ta thôi, bọn họ đi đủ xa rồi chứ? Vân Chiêu nhìn quanh một lượt, không thấy bộ hạ nào, trả lời, xa lắm rồi. Đau quá, đau chết mất, mẹ ơi con đau quá. Vân Dương thình lình ngồi dậy kêu to ba tiếng, sau đó dùng chỗ còn chưa bị thương dựa vào thành giường, uống ngụm nước Vân Chiêu đưa cho, môi run run nói, không được cười. Vân Chiêu bực mình, trừ chỗ lông mới mọc ra của ngươi không cho bọn ta xem thì có bộ dạng nào của ngươi mà ta chưa thấy qua, cần gì cười ngươi. Này, cho ta ít thuốc, không ngủ được. Vân Dương yên tĩnh được một chút lại bắt đầu rên rỉ, Vân Chiêu lấy cái tẩu, đút vào mồm hắn châm lửa. Một làn khói đậm từ miệng Vân Dương bay ra, hắn có vẻ tinh thần hơn một chút, cắn đầu thuốc nói, a trệ, ta biết lần này ta sai, ngươi hứa với ta, bất kể sau này ta phạm sai lầm gì, đừng không cho ta đi đánh trận. Ngươi có biết không, khi toàn thân ta bốc cháy vẫn cầm đao chém giết, ta thấy mình như hóa thành dã thú, ta chỉ muốn giết người, chỉ muốn nghe tiếng đao chém vào thịt, ngươi có biết khoái hoạt thế nào không? Cho dù là nữ nhân ta thích nhất đứng trước mặt ta, lúc đó ta chỉ muốn một đao xẻ nàng ra, để nghe loại âm thanh đó, ta thích chiến trường. Ta thích chiến trường, a trệ ngươi hiểu không, thế gian không còn chuyện gì khoái hoạt hơn nữa, bao gồm ngủ với nữ nhân. Gió thổi lồng lộng, giọng Vân Dương nhỏ rất, tẩu thuốc rơi sang bên, cuối cùng hắn cũng ngủ say. Vân Chiêu tiếp tục ngồi dưới gốc cây xem sách, xem trời xanh, xem sa mạc mênh mông. Bầu trời trên sa mạc rất xanh, một màu xanh thuần túy, vài tảng đá dưới ánh nắng như lấp lánh ánh vàng. Đất trời chỉ có tiếng gió thổi ù ù cùng với tiếng rên vô thức trong giấc mơ của Vân Dương vì quá đau đớn. Tiền Thiểu Thiểu lúc này đã qua lại, nhỏ giọng báo cáo với Vân Chiêu, thiếu gia, chúng ta còn 106 người có thể chiến đấu, bao gồm cả thiếu gia. Vậy người có thể dùng được còn lại bao nhiêu? Vân Chiêu tay không rời sách, lại hỏi, 1861 người ạ. Tiền Thiểu Thiểu báo con số chính xác, có người muốn cầm tiền rời đi không? 9 người ạ, tiểu nhân cho tiền, sau đó giết chúng, chôn luôn cả tiền với người. Có tin tức tiếp theo về Khắc Lỗ Vương chứ? Có ạ, Tốc Lý Đài truyền tin nói, Khắc Lỗ Vương chuẩn bị dẫn tộc nhân rời khỏi nơi này, tới mục trường mùa thu dưới Âm Sơn. Vân Chiêu khẽ hừ một tiếng, chúng ta chết nhiều như vậy, hắn nghĩ đi là xong à? Lần tác chiến này Khắc Lỗ Vương là kẻ bỏ chạy đầu tiên, đoán chừng vì cách chiến đấu quá điên cuồng của ba đặc nhĩ Mai Lâm khiến hắn khiếp sợ. Cho nên hắn không thể tìm được đồng minh ở khu vực phụ cận nữa rồi, lại lo ba đặc nhĩ Mai Lâm tìm hắn trả thù, cho nên muốn sớm rời khỏi mục trường mùa hè, tới mục trường dưới Âm Sơn tránh họa. Các bộ lạc nhỏ khác như Thổ Mặc Đặc Bộ thì kết thành liên minh, bọn họ giao ước,
chỉ cần ba đặc nhĩ Mai Lâm tấn công bất kỳ bộ tộc nào, bọn họ đều cùng nhau kháng địch, còn rút ra hơn 400 chiến sĩ trong các bộ tộc đi tìm kiếm ba đắc nhĩ Mai Lâm để ra tay trước. Tiên Thiểu Thiểu nói với thái độ hết sức khích bỉ. Các bạn đang nghe chuyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 203, dưỡng thương và mở rộng địa bàn. Trận chiến này đúng là không thể luận thắng bại, ít nhất giúp Vân Chiêu xác định thêm rõ ràng trạng thái người Mông Cổ lúc này. Thời đại người Mông Cổ tung hoành thiên hạ đã rời xa lắm rồi, Thảo Nguyên đã không còn anh hùng nữa, chỉ còn lại đám người muốn yên phận sống qua ngày. Gió trên Thảo Nguyên thực sự thổi ngược rồi, họ không còn có cơ hội quật khởi nữa. Như thế Vân Chiêu đã có thể yên tâm thực hiện bước thứ hai trong kế hoạch của mình, xem ra Cao Kiệt nên tới Đoá Nhan Bộ rồi. Tiên Thiểu Thiểu hưng phấn hẳn lên, vậy đội hỏa thương 3.000 người có tới không ạ? Có, huyện Lam Điền chỉ cần đám mãnh thúc là đủ ứng phó. Vân Chiêu đưa một tờ giấy cho Tiền Thiểu Thiểu thực thi, một đội hỏa thương 3.000 người tới Thảo Nguyên không phải chuyện đơn giản. Lương thực vật tư đi kém sẽ là con số không nhỏ, cho nên cần chuẩn bị từ bây giờ, tới đầu năm sau lên đường đã là nhanh lắm rồi. Vì thương tích của Vân Dương, đoàn người Vân Chiêu ở lại Nhất Khỏa Thụ 3 ngày, đến ngày thứ tư, Vân Chiêu dẫn đại đội nhân mã về Đoá Nhan Bộ. Dựa theo chỉ thị của Tiền Thiểu Thiểu, Tốc Lý Đài tìm được Lạp Khắc Thản và Lạc Hà Kỳ đều đã chết. Cho tới khi chết bọn họ vẫn ôm chặt nhau không rời, tựa như đôi tình nhân thân mật. Thi thể Lạp Khắc Thân được bôi đầy bơ, lại mời Lạt Ma chuyên môn tiễn người rời khỏi trần thế, xẻ thi thể Lạp Khắc Thản thành miếng nhỏ, bọc vào bánh mì sau đó đưa lên ngọn đồi cao nuôi kền kền. Từ kết quả thiên táng mà xét, Lạp Khắc Thân là một người tốt, thi thể của ông ta được kền kền săn sạch sẽ, đến cả xương cũng chẳng còn. Lạp Khắc Thân là tín đồ Hoàng Y Lạt Ma giáo, an táng như vậy với ông ta mà nói là kết quả tốt nhất. Lạp Hà Kỳ thì không tin Lạt Ma giáo, hắn càng tin vào trường sinh thiên của người Mông Cổ, cho nên theo tập tục của người Mông Cổ, thi thể của hắn phải được ném xuống sông nuôi cá. Không ngờ nữ nhi duy nhất mới 11 tuổi của Lạp Khắc Thân không đồng ý, nàng dứt khoát muốn cho thi thể của Lạp Hà Kỳ vào túi gia cừu, cho 100 thớt chiến mã dẫm đạp, tuyên bố chỉ có thể mới yên tâm gả cho ba đặc nhĩ Mai Lâm do Tốc Lý Đài ngụy trang. Vân Thị kể từ khi Vân Chiêu nắm hết đại quyền về cơ bản không thèm để ý tới ý kiến của người khác, nhưng yêu cầu của nữ nhi Lạp Khắc Thân lại được Vân Chiêu chấp nhận. Đúng như nguyện vọng, thi thể của Lạp Hà Kỳ cho vào túi gia cừu, bị 100 con chiến mã dẫm nát bét. Còn nữ nhi Lạp Khắc Thân dưới sự chứng kiến của mọi người trong tộc hoàn thành lễ thành thân với Tốc Lý Đài đeo mặt nạ. Đồng thời trước mặt mọi người giao toàn bộ quyền bính trong tộc cho Tốc Lý Đài, sau khi hôn lễ kết thúc, không ai nhìn thấy nữ tử gầy gò nhỏ bé đó nữa. Từ sau khi ba đặc nhĩ Mai Lâm thành thân với nữ nhi tộc trưởng Đoá Nhan Bộ, nhưng đội quân vốn đi khắp nơi tiêu diệt ba đặc nhĩ Mai Lâm đột nhiên giải tán. Sứ giả của các bộ lạc xung quanh thậm chí còn xuất hiện trên đại lễ thành hôn của tộc trưởng Đoá Nhan Bộ, đồng thời tặng cho ba đặc nhĩ Mai Lâm rất nhiều lễ vật. Đó là họ tỏ ý với ba đặc nhĩ Mai Lâm dũng mãnh, chúc mừng hắn thành huân quý Mông Cổ mới, cùng bọn tiếp tục thống trị Mục Nô trên mảnh đất này. Khi tất cả những người cùng khổ cho rằng anh hùng của bọn họ từ nay biến thành vương công cao vời, biến thành loại người giống như trước kia bọn họ cùng hắn thảo phạt, thì 3 ngày sau khi thành hôn, Đoá Nhan Bộ bắt đầu di chuyển về phía Tây. Bọn họ muốn rời khỏi mục trường cằn cỗi này, chuẩn bị tới mục trường mùa hè cỏ cây tươi tốt của Khắc Lỗ Bộ. Đồng thời thông qua hốt lực cách đài lần trước, các mục nhân truyền miệng cho nhau, những mục nhân nào không có mục trường có thể gia nhập Đoá Nhan tộc để cùng chia sẻ chiến lợi phẩm béo bở này. Ba đặc nhĩ Mai Lâm thậm chí còn cắt mặt thề trước mặt mọi người, hắn tuyệt đối sẽ không lấy một con cừu, một tấm da, một miếng bánh nào của mục dân, càng không chiếm đoạt thê tử, nữ nhi của mục dân, hắn chỉ muốn mọi người có thể sinh tồn được, đoàn kết với nhau, lợi dụng mục trường hiện có, cùng nhau sống một cuộc sống không có thu thuế, không áp bức. Đoá Nhan Bộ hoan nghênh tất cả mọi người, cho dù là tội tù hay là nô lệ, chỉ cần là người Mông Cổ lương thiện cần cù, Đoá Nhan Bộ sẽ là quê hương của tất cả người Mông Cổ nghèo khổ. Đoá Nhan Bộ không thu thuế. Tin tức này giống như gió trên thảo nguyên, không có thứ gì ngăn cản được nó thổi đi phương xa. Mục dân nghèo khổ nghe được tin tức này hân hoan cổ vũ. Những người lưu lãng không có bộ tộc lũ lượt đánh châu cừu ít hỏi của mình đi về phía Đoá Nhan Bộ. Những mục dân chịu đựng sự bóc lột của bộ tộc, sống khổ không sao kể xiết cũng nảy tâm tư rời bộ lạc, đi nương nhờ Đoá Nhan Bộ.
càng có những người trẻ tuổi hùng tâm bừng bừng muốn đi theo Ba Đặc Nhĩ Mai Lâm làm chuyện lớn thay đổi vận mệnh của tất cả người Mông Cổ. Còn những vương công đã thừa nhận đóa nhan bộ, hy vọng món quà lớn của mình sẽ tha hóa Ba Đặc Nhĩ Mai Lâm, để hắn cùng mình bóc lột mục dân thì dậm chân đấm ngực. Hận mình mù mắt nhìn nhầm người, cho rằng kẻ này là con sói ti tiện, không biết hưởng thụ quyền lực, cứ thích sống lẫn lộn với đám quỷ nghèo, đối địch với Trường Sinh Thiên. Vì thế đội quân thảo phạt vừa mới giải tán lại được tái thành lập, có điều lần này bọn họ chẳng có lòng chủ động gây chiến. Vì dù sao thì đội quân này chủ yếu do lực lượng mục dân nghèo khổ lập nên, bọn họ cũng rất muốn được sống cuộc sống không bị áp bức, toàn bộ thứ mình làm ra sẽ thuộc về mình. Vân Chiêu tạm thời dừng mở rộng ra ngoài, người Mông Cổ cơ bản sẽ không tác chiến vào thời gian mùa thu khi ra sức bắt đầu tích mỡ. Cho dù là kiêu hùng dã tâm lớn tới đâu cũng không bỏ lỡ thời điểm gia súc tích mỡ, vì bỏ qua thời điểm này, gia súc trong bộ tộc sẽ không thể vượt qua được mùa đông dài dằng dặc của thảo nguyên Mông Cổ. Muỗi trên thảo nguyên nhiều tới mức làm người ta phát cuồng. Đặc biệt bên cạnh có một tên bị bỏng, toàn thân bồi mỡ hạn thát bốc ra mùi thịt nướng, càng mời gọi lũ muỗi. Vân Chiêu sợ nhất là Vân Dương sẽ nhiễm trùng mà chết, cho nên an bài hắn ở trong cùng một cái lều với mình. Chỉ có trong lều của y mới có điều kiện vệ sinh miễn cưỡng hợp cách. 15 ngày vội vã qua đi, trời cao phù hộ. Những vết bỏng khiến người ta phát hãi trên người Vân Dương đã dần dần đóng vảy màu đen che đi, hắn giống mặc lớp khải giáp cứng, trông giống quái vật hơn giống người. Cho dù bộ dạng ma quỷ đó hắn thích đi lang thang khắp nơi, thích đeo mặt nạ mang rượu tới uống với đám thương binh, thích cùng họ tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Năm nay Vân Dương đã 20 rồi, trải qua nhiều cuộc chiến hắn đã tự hình thành phong cách ngự hạ của mình. Hành vi anh dũng ở trận chiến Dương Mã Sơn của hắn hiển nhiên được lòng người Mông Cổ chuộng võ, chỉ cần hắn tới cái lều nào, trong lều liền vang lên tiếng ca hát uống rượu sôi nổi. Cái tính tùy tiện làm hắn không cẩn thận bị người ta nhìn thấy dáng vẻ dưới mặt nạ và áo choàng. Người Mông Cổ là dân tộc thích truyền thuyết chỉ kém hơn người Ô Tư Tàng. Rất nhanh một truyền thuyết làm người ta há hốc mồm truyền vào tai Vân Chiêu, Ba Đặc Nhĩ Mai Lâm là ma quỷ đen, hơn nữa lại còn là một người bất tử. Chương 204, bố trí của Vân Chiêu, 1. Vân Chiêu chỉ cần suy nghĩ một chút là biết nguồn gốc của truyền thuyết này, một là bộ dạng thương tích chưa lành của Vân Dương bị người ta nhìn thấy rồi. Hai là, Vân Dương và Tốc Lý Đài trông khác nhau rất nhiều, cho nên mọi người truyền nhau rằng Ba Đặc Nhĩ Mai Lâm sở dĩ dũng mãnh trên chiến trường là vì hắn không thể bị giết chết. Cho dù có bị thương, linh hồn của hắn cũng bay khỏi thân xác đó, nhập vào một thân xác hoàn toàn khỏe mạnh khác. Vân Dương nghe thấy truyền thuyết này thì thích lắm, nhất là ba chữ ma quỷ đen được hắn thích nhất, thậm chí hy vọng Vân Chiêu có thể gọi quân đội do hắn thống lĩnh là Hắc Ma Quân. Đây đúng là yêu cầu cường đạo quan trung hóa thuần túy, Vân Chiêu tất nhiên là không đồng ý, y muốn quân đội đi theo hướng chính quy. Chính quy và chính quy, sao lại mang cái tên cường đạo được? Vân Dương vì thế rất không vui. Con người ở Thảo Nguyên liền không còn mối liên hệ chặt chẽ với quan trung, Trung Nguyên nữa, ở nơi này tin tức Vân Chiêu có được thường rất chậm. Nhân tố địa lý làm tin tức chậm trễ, đây là điều chẳng còn cách nào khác, y hiện giờ chưa có thế lực để lập nên hệ thống truyền tin giống Thiết Mộc Chân. Dù thân ở Thảo Nguyên, đại bộ phận sự chú ý của Vân Chiêu vẫn đặt ở triều Đại Minh lắm thiên tai nhân họa, huyện Lam Điền ở đó. Chiến trường chính của y định sẵn sẽ là ở Đại Minh, bố trí ở Thảo Nguyên chỉ là nước cờ hoãn của y, y muốn nhanh chóng hoàn thiện bố trí của mình để quay về. Vậy nên ánh mắt Vân Chiêu lại lần nữa, chĩa về Trương Gia Khẩu. Nay Trương Gia Khẩu về mặt địa lý mà nói vẫn thuộc Đại Minh, nhưng Vạn Kim Đô Ti gần Trương Gia Khẩu nhất chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Người Đại Minh lùi một bước, người Mông Cổ, người Kiến Châu tiến một bước. Thân là trạm trung chuyển giữa Đại Đồng và Kinh Sư, Trương Gia Khẩu dưới sự thúc đẩy một số kẻ có ý đồ, đang dần xa rời Đại Minh. Trong mắt Vân Chiêu, phòng tuyến cửu biên của Đại Minh đã nguy ngập lắp rồi, khắp nơi thủng lỗ chỗ không còn tác dụng phòng ngự nữa. Trên công báo Hồng Thừa Trù vẫn vinh quang vô hạn, vẫn là Tổng đốc Tam Biên, Phong Thái tử Thái Bảo, Hàm binh Bộ Thượng Thư, Tổng đốc quân vụ năm tỉnh Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hồ Quảng, Tứ Xuyên. Năm ngoái xuất binh đồng quan, chuẩn bị Tín Dương Hà Nam tụ hội danh tiếng thiên hạ, đánh một trận diệt tặc Khấu ở nơi đó. Trong 5 năm qua, khí hậu quan trung đã dần trở nên ổn định, còn Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc, An Huy lại trở nên tồi tệ. Chết người nhất là khi phương Bắc khô hạn quy mô lớn thì phương Nam lại nghênh đón những trận lũ dài ngày.
Thông thường bước tiến của đám tặc khấu động bộ với tai nạn, quan hệ bọn chúng với tai nạn cũng giống như gió bão với cát bụi. Ở những nơi giàu có thì tỷ lệ xuất hiện tặc khấu quy mô lớn là rất thấp, nguyên nhân là ở nơi hạnh phúc đó, quan hệ quốc gia, quan viên, thương nhân, địa chủ cực kỳ hài hòa. Trong mỗi phần của mối quan hệ đó, các bên đều có được kết quả hài lòng hoặc tương đối hài lòng. Lúc này nếu như có đạo tặc tham gia vào, sẽ phá hỏng quan hệ đó, cho nên bất kể quốc gia, quan viên, thương nhân, địa chủ hay nông phu đều không cho đạo tặc xuất hiện, dưới xu thế chung đó, làm gì có đất cho đạo tặc tồn tại. Sự thực không phải do đám cư khấu gây họa cho địa phương, mà trước tiên là thiên tai phá hỏng quan hệ hài hòa đó, về sau quan hệ giãn nứt mới tạo cơ hội cho đạo tặc. Những thứ tưởng chừng lý luận suông nhàm chán đó trước kia Vân Chiêu không thèm biết, giờ khác, lý luận tạo cơ sở cho hành động. Hiện giờ Vân Chiêu cần đoá nhan bộ chớp mắt mở rộng gấp trăm lần này tạo ra mối quan hệ bình ổn, hài hòa, cố gắng để cho mỗi người ở trong bộ lạc này có được thứ mình muốn. Trong mối quan hệ này, quan trọng nhất là mục dân, cũng chính là thành phần cấu thành một quốc gia. Nhân dân, một quốc gia muốn tồn tại, nhất định phải thỏa mãn được yêu cầu của nhân dân. Chỉ có người thống trị thỏa mãn được nhân dân mới là người thống trị tự nhiên nhất, nếu như có thể làm được điều này, vương quyền của hắn là vĩnh hằng. Mục dân không muốn nộp thuế, không muốn đem châu cừu mình vất vả nuôi nấng chặt một chân hoặc là mấy chân hiến lên cho kẻ thống trị. Điểm này Vân Chiêu tất nhiên là phải thỏa mãn bọn họ. Y hai đời từng trải qua chuyện tương tự rồi, người dân nuôi lớn được gia súc đúng là không dễ dàng, đều quý giá, nộp thuế không được gì làm người ta thống khổ. Cho nên đoá nhân bộ khinh bỉ người nộp thuế, bất kể là ai, cho dù là cô nhi chỉ có một con, cừu nhỏ, thì con cừu cũng là của nó. Điều này cần rõ ràng, bất kể tộc nhân nào cũng không có quyền lực lấy đi con cừu nhỏ của đứa bé gầy gò nhất không ai bảo vệ. Nếu như thực sự có người đoạt con cừu của cô nhi đó, tất cả người của đoá nhan bộ phải có trách nhiệm nhảy lên ngựa, đeo trường cung, cầm đao thương, giành lại con cừu cho cô nhi kia. Thà chết không quay đầu. Đây là một cuộc giao dịch, thể hiện đạo lý đơn giản, mọi người vì một người vì mọi người. Đây cũng là một pháp điển bộ lạc cực kỳ cổ xưa ước định thành tục. Điều này rõ ràng rất thích hợp với người Mông Cổ, bọn họ vì lo lắng bị người ta nô dịch nên mới đoàn kết với nhau. Pháp điển đó tuy cổ xưa, nhưng ăn sâu vào lòng người. Một quốc gia không những phải thỏa mãn khát vọng với cuộc sống bình an phú quý, đồng thời còn phải thỏa mãn nhu cầu hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Cho nên đoá nhan bộ có pháp điển mở rộng ra bên ngoài, gọi là điều lệ phục thù. Nói một cách đơn giản, khi người khác lấy một con cừu của đoá nhan bộ, toàn bộ người của đoá nhan bộ có quyền đòi lại con cừu đó, đồng thời có quyền lấy về nhiều thứ hơn của kẻ địch. Đương nhiên con cừu bị lấy đi phải được trả lại gấp 10 lần cho chủ cũ, nếu như còn có phần dư thì thuộc về chiến sĩ, tộc trưởng đoá nhan bộ cũng không thu thuế. Quản lý một quốc gia đương nhiên phải tốn chi phí, đoá nhan bộ không thu thuế, nhưng cho phép giao dịch. Người Mông Cổ trong thời gian dài là khách hàng yêu thích của thương cổ, vì hoàn cảnh sinh hoạt của họ quá bế tắc, tin tức quá lạc hậu, nên tạo thành truyền thuyết một cái thìa đổi lấy một con cừu. Điểm này thì Vân Chiêu không định thay đổi, chỉ có người đơn thuần nhất mới là chiến sĩ tốt nhất, chỉ có người nghèo khổ mới lấy sinh mạng của mình lên chiến trường mạo hiểm. Một bộ lạc có sản xuất thì phải có giao dịch, nếu không gia súc trong tay ăn không hết thành tinh thì làm sao? Vân Chiêu thấy loại chuyện này nên giao cho hiệu buôn Vân Thị là tốt nhất, tránh cho những mục dân thuần phác của đoá nhan bộ bị người ta lừa. Đối với người Thảo Nguyên mà nói, nếu như có nơi giao dịch sản vật ổn định cố định, bất kể là bị bóc lột ra sao cũng sẽ sống tốt hơn bộ tộc khác rất nhiều. Bởi vì mọi thứ mang đi bán là vật tư dư thừa, cho nên bất kể là dùng đổi được bao nhiêu thứ vật tư thiết yếu về cũng là một loại thắng lợi. Cho nên hiệu buôn Vân Thị trong những năm tới chỉ cần đại quân của Vân Chiêu không bị người Mông Cổ đuổi đi, không bị kiến nô giết hết, vậy thì nhanh chóng lớn mạnh là chuyện người thông minh nào cũng thấy. Hồng Thừa Trù quyết đoán gia nhập. Ông ta cho rằng với quyền lực của Tổng đốc Tam Biên mình có thể tham gia vụ mua bán này, đồng thời không phải bỏ ra một đồng tiền vốn này, đương nhiên đổi lại ông ta sẽ đảm bảo phần nào sự an toàn thuận lợi cho thương đội Vân Thị. Đối với yêu cầu của người khiến Vân Chiêu có tâm tư rất phức tạp này, y chỉ biết thở dài, cuối cùng vẫn chấp nhận yêu cầu của ông ta. Các bạn đang nghe chuyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 205, bố trí của Vân Chiêu 2. Theo lý mà nói,
với quyền lực tiết chế binh quyền năm tỉnh Hà Nam, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hồ Quảng, tứ xuyên của Hồng Thừa Trù thì chút mua bán nhỏ của Vân Thị không đáng lọt vào mắt ông ta mới phải. Nhưng khi Vân Chiêu đồng ý cho ông ta gia nhập, Hồng Thừa Trù phái tới một vị quản gia già, chuyên môn lo liệu việc này. Quản gia đó cũng họ Hồng, có một cái tên đơn rất may mắn, là Phúc. Theo như Vân Chiêu biết, phàm là phó dịch trong nhà mà mang họ chủ nhân, hơn nữa lại còn tên Phúc, thì thường đều là Phúc trong tâm Phúc. Giống như Vân Phúc chẳng hạn, cái lão già cổ hủ khó ưa đó thi thoảng không thèm nể mặt gia chủ như Vân Chiêu, nhưng mà sự trung thành của ông ta thì không cần phải nghi ngờ. Trễ thiếu gia nhà lão nô nói rồi, tới cho ngài, lão nô không phải làm gì hết, chuyện duy nhất phải làm là tra sổ sách. Chỉ cần sổ sách khớp rồi, lão nô vạn sự vô ưu, còn về phần ngài muốn làm gì, hai mắt già của lão nô chẳng thấy gì hết. Lão già vừa mới vất vả đường xa tới Đoá Nhan Bộ, bất chấp mỏi mệt, vừa gặp Vân Chiêu đã thể hiện lập trường rõ ràng, Vân Chiêu tưởng chừng đang thấy bộ dạng ngứa mắt của Phúc Bá. Nói chuyện chẳng khách khí, con chó già nhà ngươi vì vài đồng tiền của chủ mà không sợ bỏ mạng lại ở chỗ man hoang à. Hồng Phúc cười khà khà, không sao, không sao, nếu chẳng may lão nô chết ở đây, phiền trệ thiếu gia dùng muối ướp xác lão nô, đưa về Tuyền Châu Phúc Kiến, chôn trong mộ tổ là được rồi, không hề gì. Vân Chiêu thừa hiểu loại già thành tinh này muốn dùng ngôn ngữ sỉ nhục là không thể, xòe tay ra, đưa ra đây. Hồng Phúc mặt đầy kinh ngạc, vội hỏi, trệ thiếu gia muốn cái gì ạ? Thư tín của chủ tử ngươi, hoặc là thư miệng, mau lên, đừng lề mề. Thiếu gia nhà lão nô cũng nói ngài nhất định hỏi lão nô đòi thứ này, cho nên đã chuẩn bị vài lời. Nếu ngài không hỏi, thiếu gia không cho phép lão nô nói, nếu trệ thiếu gia hỏi tới rồi, vậy thì lão nô xin nói. Vân Chiêu bóp trán, mau nói đi. Hồng Phúc hắng giọng một tiếng, trầm giọng nói, lợn rừng, ta có cảm giác đại nạn trước mắt. Vân Chiêu chế giễu, đại nhân, tổng đốc tam biên sắp thành đại soái cửu biên rồi, ta ở đây chúc mừng ngài đường mây rộng bước. Hồng Phúc tựa hồ không nghe ra giọng châm chọc của Vân Chiêu, tiếp tục dùng khẩu khí của Hồng Thừa Trù nói chuyện, lợn rừng, còn nhớ 5 năm trước cúng ta từng đánh giá nhân vật Liêu Đông không? Hùng Đình Bật, Tôn Thừa Tông, Vương Hóa Trinh đều vùi thây ở đó rồi, ngay cả Viên Sùng Hoán cũng thế, ta có cảm giác, giờ đến lượt ta bỏ lại năm xương này tại Liêu Đông. Vân Chiêu cười lạnh, đại nhân, nói một cách không khách khí là, ngài tới Liêu Đông thì kết cục cũng vậy thôi, chẳng phải là vì ngài không đủ bản lĩnh, mà thế cục Liêu Đông đã như thế rồi. Quá nửa thuế của cả thiên hạ ném vào Liêu Đông, ngài làm ra thành tích là chuyện đương nhiên, không làm ra thành tích thì băm vằm tùng xẻo cũng đáng thôi. Ta thấy cảm giác của ngài là đúng đó, Liêu Đông là nơi muốn nhanh chóng giành phần thắng là tuyệt đối không thể. Nhưng mà cái triều đình rách nát của chúng ta mỗi năm ném bao nhiêu tiền xương máu của bách tính vào đó. Đến hoàng đế cũng phải mặc áo vá, ngài nghĩ là ai cho ngài mấy chục năm dây dưa với hoàng thái cực. Cái nhà cũ sắp đổ rồi, một cái cột trống không nổi, ngài phải kiếm thêm vài cái cột trống cùng thôi. Ta ở Mông Cổ phát hiện ra vài cơ hội, chẳng biến là làm được tới bước nào. Hết thảy xem ý trời vậy. Hồng Phúc chắp tay vái dài rồi nhanh chóng rời lều. Ông ta cần nhanh chóng ghi những lời này gửi cho thiếu gia của mình. Cuộc sống của Vân Chiêu bây giờ hết sức phong phú, tràn ngập yếu tố kích thích, đầu óc lúc nào cũng ở trong trạng thái khẩn trương. Nếu chỉ thế thôi thì cũng đành đi. Nhưng mà vì cuộc sống y còn phải chia mình thành vô số Vân Chiêu. Đối diện với loại người như Hồng Thừa Trù, y phải là quan viên lạnh lùng, nói chuyện cần chặt chẽ không để lại sơ hở nào. Đối diện với mẹ, Vân Chiêu là thiếu niên mới lớn, chỉ chọn nói những điều làm vui lòng mẹ, là đứa con ngoan ngoãn hiểu chuyện hiếu thảo lại còn cực kỳ có tiền đồ theo đúng ước mong của mẹ. Đối diện với Vân Phúc, Vân Mãnh, Vân Tiêu thì y phải lấy toàn bộ tinh thần ra, diễn một vai đại thủ lĩnh tràn ngập tự tin bất kỳ khó khăn gì cũng thể cười nói giải quyết hết. Đối diện với đám Vân Dương, Tiền Thiểu Thiểu thì lại biến thành sinh viên đại học vừa sáng sủa nhiệt huyết lại hèn mọn. Đôi khi trong một ngày phải đóng hết toàn bộ những vai trò đó, tư vị bên trong cả đời khó quên. Từ mới đầu có chút gượng gạo cho tới giờ y chuyển đổi vai trò hết sức tự nhiên. Đôi khi Vân Chiêu quên mất luôn mình đang là ai, trước khi ngủ y phải làm rõ thân phận của mình rồi mới ngủ ngon được. Cho nên Vân Chiêu mới đem lại cảm giác như một câu đấu với người khác, mặc dù Vân Chiêu cho rằng chỉ có người thần kinh phân liệt mới hành động như thế, song y vẫn có chút hưởng thụ. Nếu không thì y điên lâu rồi. Hoặc là, dù sao thì trên thảo nguyên rất giàu có, không chỉ châu cừu béo tốt,
ngay cả nấm ngoài đồng hoang cũng trắng nõn nà. Nơi này nhiều nấm khẩu Bắc. Cái tên nói lên hết rồi, đây là loại nấm ngoài trưng ra khẩu, là cách gọi chung của mười mấy loại nấm trên thảo nguyên. Đương nhiên loại quý nhất, có thể gọi là nấm khẩu Bắc chân chính, là nấm trắng thảo nguyên. Sau một trận mưa gió sấm sét, mùa thu thảo nguyên có vô số loại nấm phá đất chui lên. Cứ mỗi khi tới thời điểm này, nam nữ trên thảo nguyên đều sẽ đi khắp nơi tìm kiếm loại thức ăn quý giá đó. Đây là thứ đặc sản của thảo nguyên, giá không hề rẻ. Khi Đại Minh còn cường đại, thứ này chính là cống phẩm. Cùng với quyền lực Minh Hoàng đế dần đi xuống, thứ này trở thành thương phẩm mới lạ. Nấm khẩu Bắc đối với người dân ở một giải này mà nói là nguồn thu nhập quan trọng, ước chừng chiếm 20% thu nhập trong năm của họ. So với giá cả châu cừu vì bị ảnh hưởng của chiến hỏa, nấm khẩu Bắc nhẹ nhàng dễ mang theo luôn có giá cả rất ổn định, nhờ chiến tranh, thậm chí giá của nó còn cao hơn. Năm nay cũng vậy, do cuộc chiến Vân Chiêu phát động nhắm vào Khắc Lỗ Bộ, cũng ảnh hưởng trực tiếp tới giá nấm. Chủ hàng Khắc Lỗ Bộ này đã chạy tới dưới Âm Sơn lánh nạn rồi, Đoá Nhan Bộ thay thế trở thành nguồn cung cấp nấm khẩu Bắc mới. Khi trời còn chưa sáng, Vân Chiêu và Tiền Thiểu Thiểu đã cưỡi ngựa vào thảo nguyên hái nấm. Đi cùng với bọn họ không chỉ có hộ vệ mà còn có rất nhiều phụ nhân, trẻ con, cùng với mục dân rảnh rỗi. Cả đám đông giải vào thảo nguyên, thoáng cái biến mất hết. Làm đại thiếu gia quen rồi, Vân Chiêu chẳng quen công việc kiểu này nữa. Ngược lại, Tiền Thiểu Thiểu lại cực kỳ sở trường. Khi mặt trời lên, nấm trong giỏ của hắn là nhiều nhất, hơn nữa đại bộ phận là nấm trắng. Đối với nấm trắng, Vân Chiêu ngoại trừ thích ăn ra thì chẳng có mấy ấn tượng về nó, nhưng là đại thủ lĩnh thực sự của Đoá Nhan Bộ, y cần phải hiểu được cuộc sống của bộ hạ. Nhất định phải hiểu được, đây là công tác tất yếu của một thủ lĩnh tốt. Chương 206, mùa thu đã tới. Thảo nguyên đầu thu là bức tranh tuyệt mỹ. Khi cỏ chưa chuyển qua mùa úa vàng, trận mưa làm những hồ nước lớn nhỏ đầy áp thành hạt minh châu lấp lánh điểm xuyết lên tấm thảm xanh bao la. Đám mây trắng như bông lững lờ trôi trên bầu trời xanh ngắt, ánh nắng chiếu xuống biến con sông thành những dải bạc lấp lánh uốn lượn, bên sông là hàng đàn gia súc nô đùa chạy nhảy trên mục trường màu mỡ. Đủ các loại hoa dại rực rỡ đua nhau khoe sắc, làm sinh độc thêm thảm thực vật đồng nội. Bất kể bầu trời, hoa cỏ mùa thu hay gia súc hoặc là con người đều là nội dung trong bức đó. Nếu như có thể, Vân Chiêu rất muốn xóa bỏ mục dân mặc những chiếc áo da rách nát ra khỏi bức tranh này. Đó chẳng phải là lỗi của bọn họ, cũng không phải là Vân Chiêu có thành kiến, mà là bọn họ chẳng ăn nhập với bức tranh. Trên người họ Vân Chiêu không nhìn thấy tinh thần diện mạo tích cực tiến lên, y chỉ thấy hai chữ bần cùng. Nếu chỉ có thế thì không sao, làm người nghèo trở nên sung túc là sở trường của Vân Chiêu, không phải vấn đề lớn. Nhưng mà thậm chí bọn họ còn chẳng có niềm vui thu hoạch, vậy thì thành vấn đề lớn rồi, nhân tố tạo nên mỹ học cũng chẳng có. Bọn họ như đám xác sống vất vưởng trên thảo nguyên, ngay cả sức sống của thảo nguyên cũng bị bọn họ tước đoạt. Bần cùng ở cái thế giới này là bức tranh chung. Ở nơi này chắc có cảnh mục dân ca mua bế rượu sữa ngựa cười niềm nở mời khách tới từ phương xa, nơi này chẳng có hán tử dũng mãnh cởi trần đấu vật với nhau trong tiếng hò reo cổ vũ. Nơi này chẳng có cảnh các thiếu niên phóng ngựa qua đồng cỏ bao la như con gió rồi nghiêng mình hái bông hoa cách tang đẹp nhất ném cho cô nương đẹp nhất trong đám đông. Cảnh tượng này nói lên. Cái gì? Vân Chiêu biết, điều này biểu thị người ta chẳng có hy vọng gì vào tương lai, chẳng qua là cùng đường hết cách mới tạm nương nhờ Đoá Nhan Bộ. Vân Chiêu ghét cảnh này, cực kỳ căm ghét, cho dù nó xảy ra ở đâu. Làm những người này sống lại cho ta. Phải đi rất xa mới kiếm được hai cây nấm. Vân Chiêu cũng không vui vẻ gì, khẩu khí có chút khô khan. Tiền Thiểu Thiểu cực kỳ hiểu ý thiếu gia. Thiếu gia, biện pháp nhanh nhất khiến họ sống lại là bảo Vân trưởng quầy lập tức nâng cao giá mua nấm. Còn về lâu dài, tiểu nhân cho rằng cách để họ sống lại là dẫn bọn họ đi cướp bóc. Bộ dạng như thế, bọn họ có muốn đi cướp không? Có chứ ạ, nếu thiếu gia không dẫn họ đi cướp thì họ mới thất vọng. Nếu thế thì đơn giản rồi, Vân Chiêu phất tay, vậy thì nhanh lên. Ai nên đi hái nấm thì hái nấm, ai nên đi cướp thì đi cướp, sắp tới thời gian thương nhân trưng ra khẩu xuất quan rồi. Nhất định phải chiếu cố đám người đó, hiện giờ chúng ta rất thiếu vật tư, nếu không cướp được, e chỗ Vân trưởng quầy phải dừng giao dịch. Tiền Thiểu Thiểu vào đầu bứt tóc, thiếu gia, bây giờ thương nhân trưng ra khẩu không ra ngoài khẩu một ngày đơn lẻ nữa. Nghe nói bọn họ chuẩn bị tập hợp lại với nhau, chuẩn bị tổ chức thương đội cực lớn để rời khẩu. Vậy thì nói với quản gia của Hồng gia,
chúng ta cần một đợt hàng hóa để đổi lấy những vật tư mục dân cần để vượt qua mùa đông. Ta muốn đổi lấy lượng lớn nấm khẩu Bắc để thương đội mang tới Đông Nam, mở thị trường Đông Nam. Thiếu gia, người cho rằng hàng phương Bắc bán tới phương Nam được sao? Chỉ cần là thứ phương Nam không có thì họ sẽ cần, nhất là áo lông. Vân Chiêu đáp hết sức hiển nhiên, Tiền Thiểu Thiểu có chút băn khoăn, thiếu gia, phương Nam không lạnh đâu. Khi ngươi sống ở Dương Châu, chẳng lẽ không cảm thấy lạnh à? Ngươi thực sự cho rằng mùa đông ở một giải Tô Hàng không cần áo lông. Thiếu gia, nếu cướp của Trương gia khẩu, sau này chúng ta không còn thương đội để cướp nữa. Nếu cướp của vương công xung quanh, bọn họ sẽ nấp ở mục trường Âm Sơn, lâu dần xung quanh Đoá Nhan Bộ sẽ không có một ai. Vân Chiêu bực mình phất tay, Thiểu Thiểu, ngươi quên mất rồi, Ba Đặc Nhĩ Mai Lâm rốt cuộc là một tên lưu khấu. Một tên mã tặc, thảo nguyên rộng lớn như thế, mã tặc tựa như đàn sói, gia súc đi tới đâu nơi đó là bãi săn của mã tặc. Thừa lúc Kiến Nô còn chưa có lực lượng đối phó với chúng ta, khoảng thời gian này chúng ta tranh thủ ăn nhiều cho béo. Có thể lôi kéo được bao nhiêu mục dân thì lôi kéo bấy nhiêu, ta muốn cả thảo nguyên này phải sôi động lên, chúng ta mới có cơ hội lớn. Tiền Thiểu Thiểu vâng một tiếng rồi tiếp tục đi hai nấm, hoạt động này bất kể đối với hắn hay là với Vân Chiêu mà nói đều là thời gian nghỉ ngơi hiếm có. Phá hủy mục trường của người khác, giết sạch gia súc của người khác, đoạn tuyệt đường sống của người khác, đưa chiến lợi phẩm tới huyện Lam Điền xa xôi, sau đó lại dẫn những mục dân không còn đường sống tiếp tục đi cướp bóc của người khác. Đó là lý giải của Tiền Thiểu Thiểu cho những điều Vân Chiêu nói, chẳng phải đám tặc khấu ở Đại Minh cũng đang làm như thế sao? Càng đi cướp chúng càng đông hơn, khi phía Tây không còn gì để cướp nữa thì tất nhiên sẽ tới phía Đông giàu có hơn. Còn với Vân Chiêu y có cách nói văn minh hơn nhiều, đường hoàng hơn, đó là chia đều thảo nguyên, để mỗi một mục dân có mục trường của mình. Hái nấm trên thảo nguyên chẳng nhẹ nhàng như Vân Chiêu nghĩ, kỳ thực chỉ cần làm việc chẳng bao giờ có thể nói tới nhẹ nhàng, cả công việc rất có chất thơ vẫn làm Vân Chiêu cạn sức. Nhưng mọi chuyện không diễn ra thuận lợi như Vân Chiêu muốn. Vừa mới nhập thu, các vương công xung quanh Đoá Nhan Bộ đã lũ lượt dẫn bộ tộc di chuyển tới mục trường mùa thu. Bọn họ có thể đi, chỉ có Đoá Nhan Bộ chẳng thể tới dưới Âm Sơn, chẳng thể tới Sắc Lạc Xuyên. Ở nơi này Đoá Nhan Bộ còn hùng mạnh, ở Âm Sơn, Đoá Nhan Bộ sẽ bị các bộ tộc khác coi là kẻ địch bao vây giết chết. Vân Chiêu cưỡi ngựa đứng trên thảo nguyên, gió từ phương xa thổi tới đã mang chút se se lạnh, chỉ chưa tới một tháng nữa thôi, cỏ cây ở nơi này sẽ héo úa. Mà Đoá Nhan Bộ thiếu sự che chở của Âm Sơn sẽ phải đối diện với một mùa đông khắc nghiệt. Mùa đông ở thảo nguyên không hề dễ vượt qua, nhất là những nơi có địa thế quá mức bằng phẳng, mùa đông tới, gió tuyết ở nơi đó càng lớn. Tuyết trắng dày hai thước sẽ chôn vùi cỏ gia súc, ở dưới hoàn cảnh đó, cho dù là gia súc cường tráng nhất cũng không thể ăn được cỏ dưới lớp tuyết dày. Vì phá vỡ băng tuyết sẽ làm rách miệng gia súc, sau đó sẽ bị cái lạnh kinh khủng sẽ làm tổn thương vết thương, cuối cùng là mất mạng. Thức ăn của người Mông Cổ đa phần tới từ gia súc, nhưng so với thịt gia súc, bọn họ càng coi trọng thức ăn do gia súc làm ra, ví dụ như sữa. Cho nên không có gia súc thì người Mông Cổ không có cái ăn. Chăn thả gia súc kỳ thực là phương thức sinh sống có độ nguy hiểm cao, cao hơn hẳn trồng trọt. Vì thế mà bao nhiêu năm qua người chăn thả không giàu có bằng người trồng trọt. Kỳ thực cũng chẳng cần phải lo cho họ, những người đã sinh sống trên thảo nguyên này cả ngàn năm, chục ngàn năm bọn họ tất nhiên có đạo sinh tồn của mình. Hiện giờ điều Vân Chiêu lo là Cao Kiệt sắp xuất phát từ huyện Lam Điền. Lô Tượng Thăng đã thay thế Hồng Thừa Trù, chính thức đảm nhiệm Tổng đốc Tuyên Đại. Cao Kiệt muốn đi qua Hà Nam tới Sơn Tây, cuối cùng mượn đường Trương Gia Khẩu tiến vào Mông Cổ là không thể nữa rồi. Bố trí của y ở Thảo Nguyên lại lần nữa phải điều chỉnh. Các bạn đang nghe truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 207, Đại Lạt Ma rất khủng bố, 1. Suốt dọc đường Vân Chiêu đi lên thảo nguyên này, những điều mắt thấy tai nghe đủ rèn luyện cho lòng dạ con người ta trở thành sắt đá. Y cho rằng con người nên có tình thương đồng loại, nhưng khi thấy người Sơn Tây ăn cỏ, ăn vỏ cây, khi vỏ cây cũng hết, chuyển sang ăn thịt nhau, trái tim y dần trở nên giá lạnh. Nhất là trên đường đi phát hiện chuyện mẫu thân nấu cả con cái của mình để ăn, Vân Chiêu không còn thấy Lý Tự Thành dẫn binh đánh vào An Huy không có gì là lạ nữa. Càng không lại chuyện Trương Bình Trung dẫn 20 vạn nhân mã, cùng đám Tào Tháo, Lão Hồi Hồi vừa đánh Tương Dương, sau đó nối nhau vào Xuyên.
Hoàng Thái Cực xưng đế ở Thịnh Kinh, lập quốc hiệu là Đại Thanh, mở văn quán, lập đại điển, quy định triều nghị, phân phong thiên hạ cũng không có gì lạ. Vậy trong một cái thế giới đã hỗn loạn cực độ, vô nhân tính cực độ ấy, phải chăng làm chuyện thương thiên hại lý gì cũng là điều có thể tha thứ? Từ tiên sinh có câu trả lời khác, càng ở trong thời điểm như thế, con người giữ được bản tính mới có thể gọi là con người. Nếu như vứt bỏ đi tất cả, con người chẳng bằng cả rắn rết dã thú, cho dù thành vương thì sao? Thì cũng là vị vương ngồi trên ngai báu do xương khô tạo thành, cũng chỉ có thể gọi là thú vương. Con dân của mình đều là thú vật, vậy còn vinh quang gì nữa? Nhưng đó chỉ là nguyện vọng mỹ hảo nhất thôi, khi cái bụng đã đói, ai bận tâm mình là người hay thú. Nay Hoàng Thái Cực đã có được ngọc tỷ truyền quốc, sửa Thẩm Dương thành Thịnh Kinh, đăng cơ xưng đế rồi. Nửa tháng nữa thôi, tất cả vương của các bộ tộc trên Mông Cổ sẽ cúi đầu xưng thần với Hoàng Thái Cực, đồng thời phái Mông Cổ Lạt Ma Mặc Nhĩ Căn dùng lạc đà trắng trở thành vật của người Mông Cổ. Tượng Mã Cáp Cát Lạp Phật tới Thịnh Kinh hiến cho Hoàng Thái Cực, để Hoàng Thái Cực lập bốn ngôi chùa ở bốn phía đông tây nam bắc Thịnh Kinh. Nếu như nói người Mông Cổ hiến ngọc tỷ truyền quốc cho Hoàng Thái Cực là chủ ý của Mông Cổ Đại Át Thị Tô Thái, vậy năm trước hiến lên tượng vàng Mã Cáp Cát Lạt Phật là của Mông Cổ Lạt Ma Mặc Nhĩ Căn, vậy lần hiến bốn bức tượng vàng Mã Cáp Cát Lạt lần này là sự đầu hàng tập thể của vương công Mông Cổ. Thế nào là đại thế thiên hạ? Đây chính là đại thế thiên hạ, một mặt là đại minh nguy ngập sớm tối, chiến hỏa khắp nơi, thiên tai hoành hành, triều đình vẫn tăng thuế làm bách tính khổ không sao kể xiết. Một mặt là Mãn Thanh đang như mặt trời lên, đỏ rừng rực xuất hiện ở đường chân trời, với khí thế không có gì sánh bằng. Còn Vân Chiêu hiện đang ở chỗ giao giới giữa sáng và tối, thịnh và suy đó. Cho dù toàn bộ vương công Mông Cổ đều đầu hàng Mãn Thanh, Vân Chiêu cho rằng Đoá Nhan Bộ không thể đầu hàng, tượng Phật đi tới đâu rồi? Vân Chiêu chuẩn bị cướp đoạt tượng Phật, mặc dù vương tôn Mông Cổ ở bốn phía đông tây nam bắc đều hiến lên tượng Phật vàng. Nhưng đi qua Đoá Nhan Bộ thì chỉ có một cái, đây là độc kế của Khắc Lỗ Bộ. Tiền Thiểu Thiểu đứng bên cạnh Vân Chiêu, tinh thần có vẻ sa sút, vì sao lại nói thế? Người ta cố ý đem tượng Phật đi qua lãnh địa của Đoá Nhan Bộ, chính là muốn chúng ta chọc giận Kiến Nô, để Kiến Nô xử lý chúng ta. Nếu như, vậy người ta sẽ không phái nhiều người hộ tống đúng không? Vân Chiêu khẽ mỉm cười, chọc giận Kiến Nô à? Đó là thứ y thích nhất đấy, vâng ạ. Chỉ có đội ngũ hơn trăm người, có điều đứng đầu là Mông Cổ Lạt Ma Mặc Nhĩ Căn. Nếu chúng ta cướp tượng Phật từ tay Mặc Nhĩ Căn thì có nghĩa là toàn bộ người Mông Cổ sẽ thành kẻ địch của chúng ta. Hoặc nói cách khác, nếu chúng ta cướp tượng Phật từ Mặc Nhĩ Căn, toàn bộ người Mông Cổ sẽ biết rằng có một chi người Mông Cổ không chịu đầu hàng Mãn Thanh phải không? Rồi chúng ta cướp được tượng Phật làm gì ạ? Chẳng lẽ nấu chảy dùng như vàng? Tiền Thiểu Thiểu gãi đầu, thiếu gia nói sao là vậy? Hắn chỉ cần lo xử lý hậu sự, nghe hắn hỏi thế. Vân Chiêu cười vỗ giáp sắt trên người Vân Dương phát ra tiếng kêu choang choang, mang về thư viện Ngọc Sơn, lần này ta đích thân đi làm, các ngươi không thích hợp. Tranh thủ còn chưa có tuyết, các ngươi đi Âm Sơn, để tên phiên tăng đó cho ta. Vân Dương đang định hỏi Vân Chiêu là vì sao mình không thích hợp, nhưng bị Tiền Thiểu Thiểu kéo lại. Đợi khi ra ngoài Vân Dương mới hỏi nguyên nhân. Tiền Thiểu Thiểu nhíu mày, thiếu gia đang có ngọn lửa thiêu đốt trong lòng, phải để người phát tiết ra ngoài mới được. Ồ, y vẫn còn đang tức giận chuyện tiểu nữ hài kia bị mẹ nó ném vào nồi nấu hả? Cũng phải thôi, ta nhìn cảnh ấy mà lông tóc dựng đứng lên. Vân Dương không ngốc, chơi với Vân Chiêu từ nhỏ rồi, ít nhất hắn biết khi nào Vân Chiêu thực sự tức giận. Khi nào y đang diễn, Tiền Thiểu Thiểu dầu lòng thở dài, đúng là vì chuyện đó, nhưng lại không phải vì chuyện đó. Ta có cảm giác thiếu gia đem chuyện tiểu nữ hài kia thiếu chút nữa bị mẫu thân ăn mất ôm vào lòng. Khả năng thiếu gia cho rằng đó là lỗi của mình, nhưng ta không hiểu vì sao thiếu gia lại nghĩ như thế. Không phải thiếu gia đã rất nỗ lực cứu người sao, huyện Lam Điền hiện giờ như thế ngoại đào viên, mọi người sống an lành, đó là công lao của thiếu gia, của tất cả mọi người, thiếu gia khổ sở vì cái gì? Lần này ta thấy cướp tượng Phật không hề thích hợp chút nào, sẽ để lộ sự tồn tại của chúng ta quá sớm. Cho dù có dùng thân phận Ba Đặc Nhĩ Mai Lâm che giấu, làm xong chuyện này, nhất định Ba Đặc Nhĩ Mai Lâm cũng sẽ thành kẻ thủ chung của người Mông Cổ, thành cái gai trong mắt Kiến Nô, hoàn toàn không có lợi cho việc chúng ta đứng chân ở Mông Cổ. Vân Dương cười phá lên, Thiểu Thiểu, ngươi tính toán quá nhiều, suy nghĩ quá nhiều, nên tâm tư của ngươi khác với người Mông Cổ. Chúng ta tới Thảo Nguyên nửa năm rồi mà ngươi vẫn còn chưa hiểu à?
Kiến nô dám tàn sát người Mông Cổ, đám vương công Mông Cổ chỉ biết ăn chơi hưởng lạc không dám kháng cự. Cho nên người Mông Cổ đầu hàng kiến nô, nếu chúng ta giết được người Mông Cổ cũng sẽ đầu hàng chúng ta, ở đây đơn giản vậy thôi. Giờ cướp tượng Phật, kiến nô muốn kiếm chuyện với chúng ta thì cũng phải đợi năm sau, khi đó Cao Kiệt đã dẫn nhân mã của chúng ta tới, ra ra hận không, thể phân hơn thua với kiến nô một trận. Ngươi suốt ngày suy đi tính lại, thế là không hay, bọn ra ra chính là cường đạo, làm gì có chuyện miệng tới mép mà lại không ăn. Kệ A Trệ đi, chúng ta cứ dẫn người tới Âm Sơn, cướp nhân khẩu, gia súc, sống một mùa đông thoải mái đã. Tiên Thiểu Thiều nhìn cái đầu chọc lóc đã không còn mọc nổi tóc của Vân Dương nữa, trông càng lúc càng không giống người đàng hoàng, nói nhiều như thế chẳng qua là ngươi muốn làm cường đạo, muốn đánh nhau thôi chứ gì. Vân Dương xoa cái đầu chọc, Vân Thị làm cường đạo đã mấy trăm năm rồi, ra ra là con cháu cường đạo, sao dám làm nhục danh hiệu tổ tiên. Nói xong sải bước đi triệu tập huynh đệ chuẩn bị chơi lớn một trận. Tiên Thiểu Thiểu đấm đầu mình, không được tên này ngoại trừ lúc đánh nhau ra không hy vọng gì nữa, thiếu gia không được phép có sai sót gì. Nếu không cuộc sống tốt đẹp ở huyện Lam Điền sẽ kết thúc, mình muốn có chỗ an thân cũng không được, còn tỉ tỉ nữa. Đi qua đi lại hồi lâu, vò đầu bứt tóc một hồi, Tiên Thiểu Thiểu đột nhiên chạy vào lều Vân Chiêu hô to, thiếu gia, chúng ta không thể ra mặt, nên để chuyện này cho người khác làm, ví như thương cổ Trương gia khẩu thích hợp lắm. Chương 208, Đại Lạt Ma rất khủng bố, 2. Đối phó với tôn giáo thì phải dùng tôn giáo. Tư duy của Tiền Thiểu Thiếu vẫn dừng ở tầng cấp tặc khấu giết người, khác Vân Dương trực tiếp giết người ở chỗ, hắn ẩn mình phía sau, tung ra sương mù, để không ai biết mình làm mà thôi. Biện pháp thì tất nhiên là được, chẳng qua vẫn chỉ là bưng tai trộm chuông. Tầm mắt của Vân Chiêu tất nhiên không chỉ có thế, y nhìn thế giới này với cả chiều sâu và chiều rộng đều hơn đứt Tiền Thiểu Thiểu. Mạc Nhĩ Can sở dĩ dùng lạc đà trắng chở tượng Phật vàng đi hiến cho Hoàng Thái Cực, không phải vì Lạt Ma Mông Cổ tôn kính Hoàng Thái Cực, mà là Lạt Ma Hoàng giáo và Lạt Ma Hồng giáo vừa mới nổ ra một cuộc chiến tôn giáo vô cùng tàn khốc. Vào năm Sùng Trinh thứ 6, Tàng Ba Hãn vào sống ở Lạp Tát, Đại Chiêu Tự và Chiết Bạng Tự đều nằm trong tay Hồng giáo, Hoàng giáo bị áp chế. Hoàng giáo chỉ còn cách dựa sức bên ngoài để đoạt lại quyền, vì thế Hoàng giáo mời Hòa Thạc Đặc Cổ Thủy Hãn dẫn hơn vạn quân vào tạm, cùng Tàng Ba Hãn tiến hành một cuộc chiến tranh đẫm máu. Tới giờ cuộc chiến tàn khốc đó vẫn tiếp tục, hơn nữa càng đánh càng thảm liệt, cho nên lúc này xảy ra chuyện Lạt Ma Mặc Nhĩ Can hiến tượng Phật vàng cho Hoàng Thái Cực có thể suy ra mục đích thực sự. Vân Chiêu chẳng biết sự khác biệt giữa Hoàng giáo và Hồng giáo là gì, càng chẳng quan tâm tới giáo nghĩa của họ, y chỉ biết kẻ địch của kẻ địch nhất định là bằng hữu của mình. Cướp của Mạc Nhĩ Can căn bản không cần họ ra tay, càng không cần mượn danh nghĩa thương cổ Trương gia khẩu, phái ít người tạng đi là đủ. Nếu đám bộ lạc khắc lỗ bộ cho rằng Đoá Nhan bộ không dám đối phó với những Lạt Ma thượng sư tôn quý, vậy cứ thỏa mãn nguyện vọng của chúng. Đoá Nhan bộ tuyệt đối không ra mặt đối phó với Mạc Nhĩ Can. Vì cuộc chiến tranh tôn giáo kia, người Ô Tư Tàng phải lưu lạc ở Mông Cổ nhiều không kể xiết. Bọn họ được thuê bởi vương công thành tay sai trung thành, hoặc trở thành hộ vệ cho thương đội người Hán buôn bán ở Thảo Nguyên. Thương đội Vân Thị cũng có rất nhiều người Ô Tư Tàng, vì không đánh lại Lạt Ma Hoàng giáo, người Ô Tư Tàng lưu lạc bên ngoài đa phần là tín đồ Hồng giáo. Hàng Thai Cát đã có tượng vàng, có tạng kinh cùng với truyền quốc ngọc tỷ rồi, thiếu một bức tượng mô phỏng chẳng tổn hại gì. Song Vân Chiêu muốn thông qua vụ cướp này tuyên bố, trong 16 bộ Mạc Nam, 49 tộc Mông Cổ, không hoàn toàn thần phục. Thông qua sự kiện này liên lụy tới đám vương công lãnh chúa khốn kiếp chạy tới Âm Sơn trốn, không chịu làm hàng xóm với y. Đợi khi thám báo đưa tin về có đội lạc đà chừng trăm người xuất hiện ở sông Ly Ngưu Phao Tử, đồng thời men theo thương lộ tiếp tục đông tiến, Vân Chiêu liền dẫn hộ vệ của mình cùng với hơn 200 người Ô Tư Tàng phẫn nộ rời khỏi nơi đóng trại của Đoá Nhan bộ nghênh đón. Lạc đà là giống loài cao quý, nó giống ngan trắng ở nhà Vân Chiêu, vĩnh viễn mang bộ dạng vênh váo. Một Lạt Ma to béo đội mũ giống màu gà ngồi ngất ngưởng trên lưng lạc đà, thấy một đám người Ô Tư Tàng chặn đường, phất ống tay rộng thùng thình giống lên, Phật gia ở đây, tản ra, quỳ xuống. Đám người Ô Tư Tàng tức thì chùn bước nhìn nhau, đợi người khác xông lên trước. Vân Chiêu không cho người Ô Tư Tàng bất kỳ cơ hội hòa hoãn nào, đối diện với một vị Lạt Mã vĩ đại cao quý. Một đám người vội vã tổ chức lại bằng một bầu nhiệt huyết, cho dù đối lập về giáo nghĩa,
bọn họ vẫn ở thế thua thiệt về tâm lý. Nếu như cho Mạc Nhĩ Can thời gian, rất có khả năng 200 người Ô Tư Tàng mà y dẫn theo sẽ quy thuận người ta. Đoàng, Lương Tam thấy thiếu gia đã ra lệnh hành động, giơ súng lên giết ngay tên hộ vệ trông có vẻ dũng mãnh nhất. Tiếng súng vừa nổi một cái liền không còn gì để nói với nhau nữa rồi, hai bên lao ùa vào chém giết, ai cũng biết không ra tay chỉ có chết. Cũng không biết vì sao, không ai dám xông vào chém giết Mạc Nhĩ Can, cho nên mặc chiến trường chém giết bất phân thắng bại, Mạc Nhĩ Can vẫn tỏ ra rất nhàn nhã. Tựa như đã thương lượng trước, Vân Chiêu không sai thân vệ bắn Mạc Nhĩ Can, mà thủ hạ của Mạc Nhĩ Can cũng chẳng tấn công Vân Chiêu. Bên cạnh Mạc Nhĩ Can chính là con lạc đà trắng trở tượng Phật. Vân Chiêu nhìn tấm thân mỡ màng phì nhiêu của Mạc Nhĩ Can, cho rằng lão này võ lực hẳn là không mạnh cho lắm, vì thế cẩn thận tới gần, có chút áy náy cầm lấy dây cương con lạc đà trắng. Người Minh, ngươi làm vậy là không đúng. Mạc Nhĩ Can ngồi vững vàng như ngọn núi, cúi đầu nhìn xuống Vân Chiêu quá mức nhỏ bé so với mình. Đại Lạt Ma, Phật sẽ tha thứ cho ta. Ngươi đang xúc phạm Phật. Nhà ta không tin Phật. Bất kể ngươi có tin hay không, Phật vẫn ở đó. Được Vân Chiêu vỗ về, con lạc đà trắng quỳ xuống rồi. Vân Chiêu định dỡ bức tượng vàng trên lưng lạc đà xuống, nhưng thử hai lần mà không thành công, ngẩng đầu lên nói, Đại Lạt Ma có thể giúp ta được không? Mạc Nhĩ Can không tức giận vỗ đầu lạc đà, một tiểu lạt ma khống chế lạc đà quỳ xuống, Mạc Nhĩ Can hết sức vất vả leo khỏi lưng lạc đà. Ngăn tiểu lạt ma định giết Vân Chiêu, tự mình đi tới lấy bức tượng Phật tinh xảo đặt trước mặt Vân Chiêu, thờ Phật, lễ Phật, kính Phật ở trong tâm chứ không ở bên ngoài. Vân Chiêu chắp tay, những người Ô Tư Tàng lưu lạc muốn đem toàn bộ phẫn nộ chút lên tượng Phật, e là khó giữ được tượng Phật rồi. Đại Lạt Mã thở dài, tội ở ta, không phải ở Phật, Phật trừ tai giải nạn cho người đời, chỉ cần có thể giải trừ thù hận trong lòng họ, ta nguyện thịt nát xương tan. Vân Chiêu lại chắp tay, thiện tai, thiện tai. Lương Tam giúp Vân Chiêu đặt tượng Phật lên lưng chiến mã, dẫn con ngựa đó đứng sau lưng Vân Chiêu. Hắn rất muốn kết thúc cuộc chiến này, dù sao mục đích đã đạt được rồi, chiến đấu không còn ý nghĩa gì nữa. Mạc Nhĩ Can nhìn hai bên đang chém giết, giọng buồn bã, người hộ Phật đều trung thành đơn thuần cả. Không có cơ hội đâu, vậy thì chết. Vân Chiêu vẫy tay với Lương Tam, sau đó trên chiến trường trường tiếng súng liên tiếp nổ vang. Khi khói súng tan đi, những người hộ Phật đã phần ngã xuống, đau đớn rên la. Mạc Nhĩ Can đích thân đi vào chiến trường đẫm máu, vuốt trán mỗi người bị thương, khép mắt thay mỗi người đã chết, không phân biệt địch ta. Vân Chiêu nhìn Mạc Nhĩ Can một mình ngồi trong đống xác chết tụng kinh có chút cô độc. Bảo Lương Tam đưa hai khẩu súng ngắn đặt trước mắt, để ông ta và Tiểu Lạt Ma dùng để hộ thân, sau đó chuẩn bị dẫn người đi. Mạc Nhĩ Can nói nhỏ, bọn ta không biết dùng. Vân Chiêu lặng lẽ nhìn Mạc Nhĩ Can hồi lâu, đột nhiên nói, ta là người làm ăn, ở Trương gia khẩu sao? Không phải. Tượng vàng có tổng cộng nặng 72 cân, ngươi trả tượng Phật cho ta trả ngươi 100 cân vàng. Mạc Nhĩ Can thong thả nói, nghe không ra hỉ nộ ái ố, tâm cảnh tu luyện tới mức này, người ta không khỏi thán phục. Vân Chiêu chỉ những hộ vệ Ô Tư Tàng trải qua chiến đấu thương tích đầy mình, bọn họ không chịu đâu. Mạc Nhĩ Can mỉm cười, lấy từ trong lòng ra một cái tràng hạt ném cho Vân Chiêu, nếu như muốn làm ăn thì tới Tháp Nhĩ tự tìm ta. Vân Chiêu lắc đầu, không dám. Tới đi, không có nguy hiểm gì đâu. Không dám. Ngươi họ gì? Mạc Nhĩ Can không ép, hỏi tới thân phận Vân Chiêu. Vân Chiêu khom người, Phạm thị tử bái kiến Đại Lạt Ma. Mạc Nhĩ Can dùng đôi mắt thâm thúy trí tuệ nhìn Vân Chiêu, ngươi hẳn họ Vương, song bất kể ngươi họ gì. Ngươi hãy nhớ, ta sẽ không quên chuyện xảy ra hôm nay, ta cũng ghi nhớ uy lực hỏa thương mà ta thấy. Cho nên ngươi tới tìm ta đi, ta có vàng. Ngươi đã là con của thương cổ, chẳng lẽ không có gan vì vàng liều mạng? Vân Chiêu không đáp, chỉ vẫy tay rồi lên chiến mã rời mảnh đất toàn người chết này. Các bạn đang nghe chuyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 209, Đông Hồng Tiên Sinh, 1. Trên đường về Đoá Nhan Bộ, Vân Chiêu cảm khái rất lâu, y đã gặp đủ loại người muôn hình vạn trạng ở thế giới này, nhưng chưa gặp một ai thực sự ngốc cả, cho dù trông họ thực sự ngu ngốc. Vì thế y rút ra một kinh nghiệm, khi tới thời tận thế, trên đời chỉ còn lại người thông minh. Cho dù ở trong tuyệt cảnh, Đại Lạt Ma Mạc Nhĩ Can chẳng những cố gắng giữ mạng, còn phải sống có tôn nghiêm. Thể diện không thể mất,
thậm chí ông ta còn muốn thăm dò xem có thể biến chuyện xấu thành chuyện có lợi cho mình không. Ông ta có muốn giết mình không? Chắc là có, còn chắc chắn một điều nữa, sau khi chứng kiến sự lợi hại của hỏa thương, ông ta động lòng muốn mua hỏa thương. Đáng tiếc, bọn họ không phải là khách hàng của Vân Chiêu. Trong 5 năm qua, Vân Thị ở Ngọc Sơn rốt cuộc đã làm ra được phi điều súng hợp cách, trong đó súng ngắn bắn liên hoàn là xuất sắc nhất. Mặc dù súng ngắn chỉ có thể bắn được 2 viên một lần, nhưng có thể bắn liên tục, không tốn thời gian nạp đạn. Các công tượng của Vân Thị còn muốn lắp thêm nòng cho súng ngắn để có thể bắn liên tiếp được nhiều hơn. Nhưng mà có một vấn đề, khi khẩu súng làm ra thì lại quá nặng, chẳng một ai có thể cầm được một tay. Cũng chỉ có loại gia súc như Vân Dương xuất phát từ mục đích không thể nói nào đó mà làm cho bản thân 2 khẩu súng 6 nòng, khi thứ đó làm ra Vân Chiêu hận không thể đào cái hồ chôn mình luôn. Cứ tưởng tượng xem một khẩu Gatling vừa ngắn vừa béo cầm bằng một tay, chỉ bắn được 6 phát, sau đó tốn rất nhiều thời gian để lắp đạn lại, nếu không có cơ hội lắp đạn, thứ này thành phế vật vô dụng. Hoặc có thể ném như cục đá. Vân Chiêu đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào thần phụ Thăng Nhược Vọng được đời sau tung hô rất thần kỳ, nhưng ông ta không sở trường hỏa pháo và súng đạn, chỉ biết một ít tri thức vật lý thôi. Về phần Đặng Ngọc Hàm, La Nhã Cốc thì càng tệ, kiến thức thiên văn của bọn họ vượt xa nghiên cứu vật lý hóa học. Nếu như không phải vì Đặng Ngọc Hàm làm ra kính viễn vọng sơ cấp, vụ đầu tư lớn của Vân Chiêu đã hoàn toàn thất vọng. Ngược lại nhưng nô lệ người Tây mà Từ Quang Khải mua hộ Vân Chiêu lại tỏa sáng rực rỡ, bọn họ cực kỳ lợi hại, chế tạo ra cả hỏa pháo cho Vân Chiêu. Mặc dù chỉ là thứ hỏa pháo thô sơ, nhưng làm Vân Chiêu vô cùng hài lòng, lợi hại hơn nữa, bọn họ đem hết bản lĩnh thô bỉ nhất của hải tặc ra. Đạn chùm, đạn liên hoàn trên thuyền hải tặc đều được họ cải tạo lại, chế tác cũng dễ dàng. Vì hải tặc là bậc thầy tái chế, với điều kiện vật chất có hạn trên tàu hải tặc, bọn họ có thể phát huy cả cái đinh gì tới mức cao nhất. Những loại đạn pháo này mặc dù vẫn là dựa vào sức nổ mà bắn đi, gây ra sát thương cho con người, nhưng khi cận chiến, nhất là đội hình dày đặc hoặc là kỵ binh xung phong có thể gây ra sát thương diện rộng. Làm Vân Chiêu bất ngờ nhất, bọn họ làm ra loại đạn hoa nở kiểu mới. Khác với loại đạn hoa nở của quân Minh, đạn hoa nở mà hải tặc trên Ngọc Sơn làm ra giống quả lựu đạn hình cầu, bên trong quả cầu sắt chứa nhiều thuốc nổ hơn, nhiều viên đạn nhỏ hơn, bay xa hơn. Mặc dù trong 10 phát pháo bắn ra chỉ nở được 4 thành, đối với Vân Chiêu mà nói là đã hài lòng rồi. Vì nghiên cứu ra những thứ này, nô lệ người Tây của Vân Chiêu bị chết hơn 10 người bởi các vụ nổ thí nghiệm. Có điều khi Vân Chiêu tung ra lượng bạc lớn, những người này không ai để ý tới tính mạng, lấy tinh thần vong mạnh của hải tặc, tiếp tục nghiên cứu loại đạn có sức sát thương cao hơn, tỷ lệ nổ cao hơn. Vì thế trong không khí nghiên cứu tích cực, Vân Chiêu có được lựu đạn và địa lôi. Cũng chính vì những công tượng, nô lệ hải tặc đó liên tục nghiên cứu ra đồ mới, năng lực của Thăng Nhược Vọng, La Nhã Cốc, Đặng Ngọc Hàm mới dần dần phát huy. Thì ra sở trường của bọn họ không phải ở sáng tạo, mà là quy nạp, tổng kết, dù sao bọn họ có kiến thức khoa học một cách hệ thống đàng hoàng. Cho nên sau khi xem những phát minh của đám hải tặc có đầu óc không giới hạn, họ tổng kết lại thành tri thức thực sự, khiến xưởng chế tạo súng Ngọc Sơn không ngừng có vũ khí mới làm ra. Trong 5 năm qua làm Vân Chiêu hài lòng nhất là quân đội do Vân Phúc huấn luyện. Quân đội Vân Thị không tăng lên mà ngược lại đang không ngừng giảm đi, những cường đạo không thích hợp làm quân nhân đã về nhà tham gia lao động hoặc làm nha dịch. Đoàn Luyện nhận lấy mảnh đất do Vân Thị phân phát tự trồng cấy kiếm ăn. Khoai lang thành món quà lớn nhất mà Từ Quang Khải tặng cho người dân huyện Lam Điền, thứ này sau khi thích ứng với khí hậu ở Lam Điền, phát triển như dây leo điên cuồng lan khắp nơi. Nhờ có khoai lang, người dân huyện Lam Điền giờ đây chỉ cần mảnh vườn nhỏ đã có thể ăn no. Ngược lại khoai tây, ngọc mễ không thể hiện được uy lực của mình, nhưng chính vì thế nó lại trở nên quý giá, thành thức ăn của người dân có tiền hơn trong thành Tây An. Nay chỉ cần rời thành Tây An, đi qua Bá Kiều là sẽ thấy hai bên đường trồng cơ man nào là ngọc mễ. Một nơi mà có đủ sản vật, có đủ nhân khẩu thì sẽ tự nhiên mà sinh ra một lượng lớn thương cổ. Giao ước dùng lương thực đổi muối của Vân Thị với thương cổ Trương gia khẩu vẫn tiến hành, chỉ có điều đối tượng giao dịch từ Hoàng Thị thành Vương Thị. Trong quá trình này, thương cổ Trương gia khẩu đã nhạy bén phát hiện ra chỉ cần mua lương thực từ huyện Lam Điền. Nếu không đi qua Trương gia khẩu mà đưa tới biên trại sẽ bình yên vô sự, còn nếu có lương thực rời Trương gia khẩu, sẽ có đại nạn chờ bọn họ. Sau nhiều lần cướp bóc, Hồng Thư Trù không thể che giấu được chuyện này nữa,
cuối cùng Lô Tượng thăng thành Tổng đốc Tuyên Đại. Không có Hồng Thừa Trù che đậy cho sự phồn vinh của huyện Lam Điền, người chú ý tới huyện nho nhỏ ở Quan Trung, Vân Chiêu xin từ chức huyện lệnh Lam Điền, nhưng bị Thiểm Tây Bố chính sứ Hoàng Diêu Trác đề bạt làm đồng chi Tây An, tạm quyền chi huyện Lam Điền. Vân Chiêu vì thế mà từ chối 3 lần, cuối cùng đành phải treo chính ấn trên huyện nha đều xin được đi. Căn cứ vào tin tức mới nhất Vân Tiêu truyền tới, chính ấn của huyện Lam Điền vẫn treo ở huyện nha, không một ai lấy đi, cũng không quan viên mới nào tới. Cái ấn đó mỗi ngày được chủ bạ huyện Lam Điền lấy xuống lau chùi, bên trên không có lấy một hạt bụi. Không có Vân Chiêu, huyện Lam Điền tựa hồ càng tốt hơn. Mỗi năm thuế nộp lên vẫn không thiếu một đồng, hơn nữa ngày càng cao. Mùng 7 tháng 11 năm Sùng Trinh thứ 9, hai nha dịch già gác cửa huyện nha huyện Lam Điền dựa lưng vào ghế được mặt trời sưởi ấm áp ngủ gà ngủ gật. Một đàn chim sẻ mổ vỏ cốc ở bên chiếu bích huyện nha, một tội tù bị đeo xích tắm nắng ở trên chiếu bích. Một tên khác mông bị đánh be bét thì nằm phơi mông dưới nắng, mong thương thế của mình có thể mau chóng tốt lên. Sau gáy bọn chúng cắm mộc bài, trên có viết chữ, một viết trộm cắp, một viết lừa gạt. Một trung niên gầy nhỏ mặc áo bông dày hai tay đút vào tay áo, thong thả đi tới bên hai bên tội tù, nhìn mộc bài cắm trên gáy chúng, lại ngẩng đầu nhìn đại đường huyện nha trống không, khẽ ho một tiếng. Hai nha dịch già đồng loạt giật mình tỉnh lại, thấy là một vị Đông Hồng tiên sinh, lại gối đầu lên tay chuẩn bị ngủ tiếp. Giải thích, Đông Hồng tiên sinh là một cách nói ông đồ gàn, ám chỉ phần tử tri thức thiểu cận cổ hủ hồ đồ. Hết giải thích. Chương 210, Đông Hồng tiên sinh, 2. Vị Đông Hồng tiên sinh thấy không ai để ý tới mình thì nhíu mày, con đường trước huyện nha người qua kẻ lại đông đúc, thi thoảng có người đứng lại nhìn ngó vào bên trong. Sau đó sải bước đi tiếp, ông ta thấy 7-8 người thò đầu nhìn huyện nha như thế, không rõ có ẩn tình gì, bước qua cửa định vào đại đường huyện nha. Ai ngờ vừa nhấc chân thì một nha dịch già lười nhác nói he hé mắt giọng giống như người say, vô sự vào công đường, đánh 30 gậy. Các ngươi lơ là chức phận. Huyện Lam Điền là thế đấy, trước kia khi còn huyện lệnh, bọn ta còn cùng huyện lệnh dựa vào tường tắm nắng, ngươi là cái thá gì mà đòi dương oai ở huyện Lam Điền. Không đợi ông ta nói hết, nha dịch khác cắt lời, bọn họ là cường đạo già ở Nguyệt Nha Sơn, xuống núi rồi chẳng cày cấy được nữa, nên được Vân Chiêu an bài công việc nhẹ nhàng này. Chưa biết sợ ai, Đông Hồng tiên sinh chắp tay sau lưng nhìn hai nha dịch già. À, thì ra là quy củ của quý huyện, học sinh muốn bái kiến huyện tôn có chuyện muốn thương lượng. Nha dịch già khinh bỉ nhìn mấy đồng xu Đông Hồng tiên sinh đưa tới, huyện tôn có quy định, ai mà không có việc gì quấy rầy người đều thu 5 lượng bạc, chỉ vài đồng mà định qua cửa à. Đông Hồng tiên sinh sững người, mặt đã có nét giận, giậm mạnh chân xuống đất tiết giận, nếu bách tính có oan tình thì sao? Nha dịch già tựa hồ chẳng thấy ông ta tức giận, vẫn uể oải nói, bách, tính có oan thì nên tìm lý trưởng, lương trưởng, hương lão trước, nếu bọn họ không giải quyết được mới báo lên cho huyện nha. Thời gian của huyện tôn quý giá lắm, bao nhiêu đại sự cần xử lý, thời gian đâu mà đi quản mấy việc tranh cãi vụn vặt của đám hương dân. Đông Hồng tiên sinh phát hiện ra tranh cãi với mấy ông già này là bất chí, đi thẳng vào chủ đề, vậy huyện tôn của các ngươi đâu? Huyện tôn nhà bọn ta à? Lão nhân gia rảnh quá đi làm tặc khấu rồi, kha kha kha. Hai nha dịch cựu cường đào cùng cười phá lên vì câu nói thú vị của mình. Chỉ là nếu bọn họ biết vị Đông Hồng tiên sinh này là ai thì đã không dám nói thế rồi, tên của ông ta có thể khiến quá nửa Vân thị khiếp đảm. Tôn truyền đình. Cái chuyện huyện tôn đại nhân của huyện Lâm Điền dẫn 100 kỵ binh lên thảo nguyên làm mã tặc thì Tôn truyền đình cũng biết, chuyện này ông ta chẳng ngạc nhiên chút nào. Vân thị là cái nhà cường đạo, giờ không họa hại quê hương nữa, chuyển sang làm mã tặc trên thảo nguyên, ông ta cho rằng đây là một loại cải tà quy chính. Thân là tuần phủ Thiểm Tây, vừa mới bình định Hà Nam, chém chết cự khấu Cao Nhữ Nhạc, trở về tọa trấn Tây An. Ông ta phát hiện ra chuyện đầu tiên mình phải đối diện là huyện lệnh huyện Lam Điền vắng mặt thời gian dài. Làm huyện lệnh huyện Lam Điền giàu có là vị trí béo bở mà ai cũng biết. Theo lý mà nói đám quan viên chờ bổ nhiệm đáng lẽ ra phải tranh giành nhau mới đúng, nhưng vừa vặn ngược lại. Bọn họ lại thích tới huyện Trường An bé tí tẹo, hoặc là huyện Phù Phong, kiên huyện nghèo nàn chứ chẳng ai muốn bước chân vào huyện Lam Điền cực lớn. Nguyên nhân trong đó thì không ai rõ hơn Tôn truyền đình. Nhớ năm xưa ông ta được bổ nhiệm làm chuyên sự huyện Trường An thì đã biết tặc khấu lớn nhất huyện Lam Điền chính là cường hào Vân Thị. Vì chỉnh đốn họa thổ phỉ xung quanh Trường An, ông ta đặt một cái bẫy lớn,
May là khi đó đám tặc khấu đều rất ngốc, bị ông ta vét sạch một mẻ lưới. Cái Vân thị này là nhà thú vị nhất trong đám tặc khấu, khác biệt lớn nhất so với đám tặc khấu khác là không khiến dân oán. Nhiều khi vì có bọn họ mới áp chế được đạo phỉ khác gây họa cho huyện Lam Điền. Xét trên nguyên nhân đó, Tôn Truyền Đình mới tha cho đạo phỉ Vân thị một lần, chứ nếu không với tính cách của ông ta, dù đại thái giám nhận của đút của Vân thị lên tiếng, ông ta cũng chẳng thèm để ý. Vào cái thời đại thái giám Ngụy Trung Hiền khuynh đảo triều chính, người tốt không cách nào làm quan tốt, Tôn Truyền Đình biết tính của mình, còn tiếp tục làm quan sẽ thành ma dưới đao Ngụy Trung Hiền. Ông ta vốn muốn từ quan về quê, không ngờ Sơn Tây thiên tai liên miên, bách tính khổ không tả xiết, mắt thấy hôn quan, tham quan. Gian quan cai trị Sơn Tây làm dân sống không nổi, lại thêm tặc khấu trỗi dậy bốn phía làm người tốt không còn đường sống, Tôn Truyền Đình chủ động xuất sơn, yêu cầu làm quan. Hoàng đế hy vọng ông ta ở lại kinh thành làm quan, Tôn Truyền Đình cho rằng mình làm quan triều đình không có ý nghĩa gì, xin tới Sơn Tây, huấn luyện dân quân, ổn định thôn quê. Sau đó may mắn giết được Cao Nhữ Nhạc ở Hà Nam, Tôn Truyền Đình thành tuần phủ Thiểm Tây. Ai cũng biết Thiểm Tây là căn cơ của Lưu Khấu Đại Minh, cần một con mãnh hổ tới trông coi. Mặc dù Tôn Truyền Đình ở trong mắt đám người kia chẳng phải mãnh hổ, chính vì rất nhiều người rằng ông ta là con chó ngoan, cho nên không ai phản đối ông ta làm tuần phủ Thiểm Tây. Bất kể thế nào phái một con chó ngoan đi trấn áp Thiểm Tây cũng tốt hơn những con lợn trước kia vạn lần. Nay người nổi tiếng nhất Thiểm Tây là ai? Huyện lệnh 8 tuổi của huyện Lam Điền là Vân Chiêu. Đứa bé được người ta đồn thổi là lợn rừng tinh chuyển thế chỉ dùng 3 năm biến một huyện Lam Điền rách nát thành nơi cơm no áo ấm, đi đường thấy đồ rơi không nhặt, có thể gọi là hình mẫu quan viên. Tôn Truyền Đình không tin dù chỉ nửa lời. Dám chó hết, Vân Thị chiếm cứ huyện Lam Điền mấy trăm năm, thêm vào tộc nhân đều là loại tàn nhẫn hung dữ. Lại có huynh đệ trong tộc làm cường đạo, một đứa bé 8 tuổi lấy đâu ra năng lực quản lý một huyện, dù có cũng chẳng thể tốt như thế. Chẳng qua là cái tộc Vân Thị này dồn lực trải đường cho gia chủ là Nam Đinh Độc Nhất, để gia tộc này có thể thuận lợi chuyển từ cường đạo sang thành quan viên mà thôi. Nói cho cùng quan vẫn tốt hơn tặc. Đến khi chứng kiến sự phồn vinh của huyện Lam Điền, Tôn Truyền Đình không nói lên lời, nhưng mà cũng hiểu được. Vùng Thiểm Tây bây giờ không thể dùng thủ đoạn mềm dẻo, không thể lấy lời thánh nhân giáo hóa nữa, phải có người dùng thủ đoạn cứng rắn mới trị được. Mới đưa bách tính vào khuôn khổ, chiến đấu với tặc khấu, trị thủy làm nông, thế mới có tương lai tốt. Mà bách tính sợ cường đạo hơn quan viên nên Vân Thị mới làm nên kỳ tích này, và từ cách Vân Thị quản lý huyện Lam Điền, ông ta nhìn ra cơ hội để ổn định Thiểm Tây. Trò chuyện với hai nha dịch già tất nhiên lãng phí thời gian của Tôn Truyền Đình. Vì thế thân binh của nha môn tuần phủ liền đi mời huyện thừa, huyện úy, chủ bạ, đoàn luyện sứ của huyện Lam Điền tới huyện nha nghe sai bảo. Nay huyện thừa huyện Lam Điền là Vân Mãnh, chủ bạ là hình danh sư Gia Lưu Tham trước kia, huyện úy là Vân Hổ, đoàn luyện sứ là Vân Giao. Tôn Truyền Đình liếc mắt qua đám quan viên huyện Lam Điền một cái, trừ chủ bạ Lưu Tham là ung dung bình thản ra thì ba vị kia thấp tha thấp thỏm. Một chủ bạ nho nhỏ lại thản nhiên trước mặt tuần phủ như thế vì người ta có chỗ dựa, thậm chí là kiêu ngạo, còn ba vị kia. Tôn Truyền Đình thấy nhìn một cái đã là ân điển rồi, ba tên cường đạo mà giờ ngồi chung phòng với ông ta, đúng là sỉ nhục. Nếu không phải thời thế đặc thù, ông ta đã sai người đuổi đi. Chính đường của huyện Lam Điền không thể để chống quá lâu, 15 ngày sau sẽ có huyện lệnh mới tới huyện Lam Điền nhậm chức. Tôn Truyền Đình người hơi ngả ra sau, mắt khép hờ, đợi ba người Vân Thị tỏ thái độ, đại đường huyện nha tức thì im phăng phắc, ba người Vân Mãnh vốn hồi hộp thở gấp, bây giờ cũng trở nên bình tĩnh rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 21 của bộ truyện Minh Thiên Hạ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.